Duyên hả? Mày làm gì vậy? Em sửa xe anh xong rồi, em đem ra thử đó anh. Thay nhớ là chạy êm, nó không có nóng nữa đâu anh. Anh chạy đi anh. Hôm qua em mới thử á, em chạy ngon lắm. Em đã vượt sóng, vượt gió, vượt những cơn mưa rào luôn. Mày lấy xe tao mà chạy vòng tầm bậy bạ vậy hả? Anh ơi, em chạy thử xe chứ không chạy tầm bậy. Tao về tao mét ba mày. Anh, đứng lại. Anh, mắt kiến anh mát lắm nha. Đi xe bên đồ nó bảo hiểm nè. Dạ. Tụi mày điên hết rồi phải không? Anh nói cái gì vậy? Hả? Bây giờ tụi mày muốn cái gì? Anh nói tụi muốn cái gì à? Hey! Hey! Anh! Xe xong sạch sẽ, sáng sủa, xinh xắn, xong xuôi. Xạo! Xinh! Xui! Saucy! Anh à, xe em đã rửa xong rồi. Anh được mét ba em nha anh. Tao vẫn mét là làm sao? Anh nói cái gì? Anh mét ba em à? Ừ. Anh quá đáng lắm. Anh biết tôi là người nổi tiếng nóng tính ở khu vực này rồi. Rồi sao? Anh muốn chết với tôi đúng không? Tụi bay! Anh thắng! Đừng mà! Chạy đi! Tại sao đi, chạy tao? Chạy đi! Bây giờ tao mét ba mày nè. Chạy đi cha! Trời ơi, nói nữa! Thôi! Anh làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Em hỏi anh á, tại sao tụi bay không bắt nó, bắt tao gì vậy? Anh làm gì kỳ vậy? Xe người ta mắc mới vậy lấy anh chạy. Trời đất ơi, nguyên tắc của mình là gì? Sửa xe xong phải chạy thử xe của khách chứ. Thì anh chạy thử thôi, mắc mới anh chạy chạy mấy vòng cái khu phố này chi vậy? Chạy á, người ta chạy chậm chậm thôi. Chạy gì tốc độ bàn thờ định tranh cúp lư hương hả cha? Mày giỡn mặt với tao à? Tao chạy có lý do tao. Bởi vì hôm nay tao muốn qua đây để tao lấy lè một người. Ừ. Anh lấy lè với ai? Người ấy chính là hot girl của lòng tao. Cô ấy rất là xinh đẹp, chỉ cần mỗi lần chạm vào cô ấy thôi. À, cái gì vậy? Sao vậy? Nóng. Nóng. Không hiểu gì hết á. Cô ấy rất là xinh đẹp, dễ thương, xinh xắn. Cô ấy tên là Trâm và cô ấy là một cô gái bán hoa. Ba anh đi em hôn. Cổ hả? Không phải luôn. Nói chung không phải cô ấy đâu. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Mà tao nói bán hoa ở đây có nghĩa là bán bông hoa, bông hồng, bông hoa, bông huệ, huệ đó hiểu không? Mở shop bán hoa đó. À, thì sao hot girl của anh chảnh quá vậy? Chảnh mà còn cầm theo con chó nữa. Người ta gọi là chảnh chó đó. Nhưng mà không phải đâu, bình thường cổ dễ thương lắm. Mà tại hôm nay cổ đang giận tao nên cổ vậy thôi. Trời đất ơi, cổ giận anh? Mà anh làm gì với cổ giận? Thì tại hôm bữa nè, tao đang ngồi trong tiệm sửa xe của mình á. Bà kia bà đạp xe đạp vô, bà nói bà bể bánh. Bà nhờ tao giá giùm. Tao vô tao giá xe cho bà. Tao giá một hồi á, bà không chịu giá tiền. Tao ghét tao đập nguyên xe bà luôn. Trời đất ơi. Rồi Trâm thấy vậy Trâm giận tao luôn. Kỳ vậy, người ta sửa xe xong mà sao không chịu trả tiền? Tại sao bà không chịu trả tiền? Bà thương mắc quá. Bao nhiêu mà mắc? 50. Ta sửa xe có 5.000, ông quốc ông 50, rồi sao người ta trả? Ủa tao nói khách, bà có quyền trả giá mà. Trời ơi. Sao cái tính nóng của anh không giờ bỏ được vậy? Nói chung á, tao biết tao bỏ không được. Qua đây nè, hôm nay tao qua đây tao xin lỗi Trâm. Tao dắt hai thằng bay theo là để nhắc nhở tao. Thí dụ tao còn là sai, tao còn là nóng vội đi nữa thì tát tao một cái để tao tỉnh dậy, nhớ chưa? Dạ nhớ. Bây giờ chuẩn bị nha. Dạ. Trâm ơi, nóng tính sao đánh tao? Nóng tính tao đâu hồi nào? Nóng tính đánh hoài vậy? Nóng tính hết nóng luôn rồi. Mình đánh hoài luôn, ai dám nóng nữa. Kêu Trâm. Trâm ơi, thì thầm mùa xuân hả? Kêu vậy sao nghe? Trâm à, khỏi vụ tao luôn. Tính vụ tao đánh tao nữa nè. Bây giờ ba đứa cùng kêu đi, khỏi ai đánh ai hết. Dạ. Trâm ơi,
không có trăm có sơn được không? Ngọc Sơn à, quả diệm sơn. Sao anh tạt em vậy? Vừa sao anh tạt nước gì vậy? Nước mắm đó con. Sao tự tạt nước mắm em? Tao thích. Tại sao? Tao thích đó được không? Nói anh nghe nè, anh hay lắm. Nhưng mà hôm nay tôi đến đây không phải tìm anh. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả? Tiệm sửa xe nhà tao đã cạch mặt tiệm sửa xe nhà mày. Hà cớ sao mày cứ qua địa bàn của tao hỡi ba cái thằng tào lao? Tôi thích thì sao? Mày thích đúng không? Mà tôi nói anh nghe, hôm nay tôi không tìm anh, tôi đến đây đi tìm Trâm. Anh cười cái gì? Cười khinh bỉ đó. Tại sao khinh bỉ tôi? Mày hãy nhìn đi, đùi thì bự, bụng thì chà bá, gót thì xệ, mũi thì sữa, cầm thì đổn. Gì đấy mà? Ủa anh đang nói anh hả? Mày cười cái gì? Cười khi dễ đó. Làm gì khi dễ tao? Thà tôi xấu tự nhiên còn hơn cái đồ vô duyên sứ mũi. Mày đang chửi nguyên một rạp, có mày tin nguyên rạp đút sống phóng mày lỗ đầu không? Cái gì? Anh mày có lấy bụng ta suy ra bụng người. Ngày hôm nay mày nói mày qua đây mày thích Trâm đúng không? Đúng. Mày mến Trâm đúng không? Mày yêu Trâm đúng không? Phải. Si dễ với mày. Mày yêu Trâm, mày mến Trâm, mày có cái gì mày chứng tỏ không? Mặt thì xấu, cái gì cũng không có, tướng tá cũng không có, nhà thì nghèo, kiến thức thì không. Lão im đi. Hả? Anh có thể nói tôi xấu, anh có thể nói tôi nghèo, nhưng không thể nói tôi ngu. Tại sao nói tôi không có kiến thức? Tôi xin lỗi anh à, kiến thức tôi rất là cao, cái BBQ của tôi rất là cao, anh biết không? BBQ là gì ba? Là cái trí thông minh đó. Trời, cái trí thông minh người ta kêu là cái BB Trần. Trời. Cái BB Trần đó, cái BB Trần nó sẽ ghê lắm. Cái BB Trần của tao là một nùi trong đây, hiểu không? Nói chung mày là cái trí thông minh. Mày nói mày thông minh. Đúng. Xin hỏi tráng sĩ đây, tráng sĩ thông minh vậy, tráng sĩ học lớp mấy? Xin thưa, tráng sĩ học tới lớp 3. Nhục. Tại sao anh cười tôi, anh học lớp mấy? Lớp 2. Tuy tao học lớp 2 nhưng mà tao rất là yêu quý em Trâm của tao. Chính vì vậy mà ngày đêm tao đã sáng tác cho một bài thơ tặng em Trâm của tao. Bài gì? Được, hãy nghe đây. Trâm ơi ta bảo Trâm này, Trâm ra ngoài ruộng Trâm cài với ta. Cái cài giúp thiệt nông gia, ta đây Trâm đó ai mà quản công. Trâm ơi ta... Ủa bây giờ ông tả Trâm hay tả Trâu? Ủa Trâm, Trâu, cái gì Trâu? Trâu hay là Trâm, Trâu hay là Trâm? Tả con Trâm. Tả con Trâm sao đem con Trâu ra tả? Tao lộn. Anh không có kiến thức. Anh nè, anh biết không? Tôi yêu Trâm, tôi thương Trâm, hàng đêm tôi mong nhớ về Trâm. Chính vì vậy mà tôi đã sáng tác ra một bài hát dành tặng cho Trâm. Trong đó tất cả câu hát của tôi đều nói về Trâm. Anh nghe nè. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, xưa tươi nguyên chất. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, trăm phần trăm, xưa tươi nguyên chất. Trăm phần trăm. Mỗi ngày, mỗi ngày. Thôi! Rồi rốt cuộc mày trả con Trâm hay tả con bò? À, sao tả con bò quăng Trâm, ở tả con Trâm qua con bò. Thôi đi. Tự nhiên cái tả con Trâm thành Trâu bò. Mà con Trâm là em ruột của tao, chẳng lẽ tao là cái phường Trâu chó? Mẹ, tao hay cũng hay chửi tao như vậy đó. Nhưng mà tao tin đó là một lời khen. Bây giờ tao không còn biết. Nói tóm lại anh có cho tôi gặp Trâm hay không? Tao không cho. Tại sao? Bây giờ á, nếu mày nói mày thương Trâm đúng không? Đúng. Mày thương Trâm thì bây giờ Trâm xuất hiện trước mặt mày thì mày làm sao cho Trâm hạnh phúc, Trâm vui vẻ, Trâm happy, mày làm được không? Được. Nhưng mà làm cách nào đây? Bây giờ tao sẽ là Trâm. Anh là Trâm. Đúng. Được. Tao sẽ test con Trâm trước, mày hiểu không? Anh là Trâm, còn tôi sẽ là tôi. Đúng. Nha. Rồi bây giờ Trâm là Trâm nha.
Hầu Trâm. Con gái đứng nghiêng nghiêng trên non lá, buồn chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm. Anh Thắng ơi, em đã chờ anh Thắng đã giờ 7 tiếng đồng hồ rồi mà sao anh vẫn chưa tới? À, em chờ lâu quá, em gỡ đầu xuống em giặt. Trâm ơi, đang giặt đồ. Trâm ơi, tán bạc tay nha, đang giặt. Trâm ơi, Thắng đây. Anh Thắng. Anh Thắng ơi. Trâm ơi. Anh ơi, em đã chờ anh ở đây 7 ngày 7 đêm rồi đó. Em có nhớ anh nhiều không? Em nhớ anh da diết tan nát lòng em. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? À, bây giờ mình hãy đi công viên đi anh. Thôi, chúng ta ra công viên, mất công gặp bà điên. Vậy bây giờ chúng ta hãy đi ăn chuối chân đi anh. Mất công chúng ta sẽ gặp bà Tưng đó. Vậy bây giờ chúng ta đi ra ăn xương đi anh. Ra ăn xương sẽ gặp chị Việt Hương. Vậy chúng ta đi lân tơn đi anh. Thôi mất công gặp anh Dân Sơn. Thôi nghỉ đi luôn đi trời. Trâm. Vậy em nghe anh nói nè. Sao đi đâu cô không chịu vậy? Được. Bây giờ anh muốn đi đâu? Thôi được rồi, anh sẽ dẫn em đi mua áo cặp. Thôi ra ngoài gặp thằng Quỳnh Lập thấy khác lắm. Thôi mà. Vậy bây giờ đi đâu đây? À, xem phim. Anh ơi. Anh nghe. Anh ơi. Anh nghe. Chạy như vậy chừng nào mới tới đập phim anh? Chắc mai mới tới em ơi. Anh có cái gì chở em đi không? À, anh có rồi. Có rồi hả anh? Đợi anh một chút. Em ơi. Ồ, anh lấy cái gì vậy? Xe đạp đó. Dạ, chờ em một chút. Em làm gì vậy? Em lấy trơn. Lên đi em. Đi đi anh. Em ơi. Dạ. Cái này xe đạp chứ phải xe ôm. Dạ em. Đi ơi. Anh nè. Thôi. Anh ơi. Sao em? Đường lên dốc đá hay sao mà tưng quá vậy? À, chết rồi, xe bị bể bánh. Vậy hả anh? Đợi anh chút nhé. Anh làm cái gì vậy? Anh bơm bánh xe đó. Bể bánh sao anh à? Vậy hả, để anh bơm. Thôi bánh sao? Thôi được rồi, để em. Em làm gì vậy? Dùng tung cái bánh anh à. Rồi làm sao mình đi? Đi tiếp anh nha. Lên em. Em ơi, đi về em có mỏi không? Đau chuột quá anh à. Hay mình bỏ luôn chiếc xe đạp em nhé. Dạ. Hey. Ê, xe. Anh ơi, xe đạp đã tan gió tan mây rồi. Bây giờ mình đi như thế nào đi anh? Chúng ta đã đến nơi rồi kìa. Em ôi, thấy không? Đằng xa xa kia có những chiếc ghế. Ôi, hàng ghế đá xanh tàn cây gốc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Mình ngồi đi anh. Ngồi đi em. Ủa sao em ngồi cao hơn anh? Dạ, đứa nào để bịch rác dưới đây nè. Dạ. Còn cây đinh nữa nè em. Cảm ơn anh. À, sao nữa vậy? Còn cây nữa. À, sao nữa vậy em? Hết rồi. Em ơi, ngồi vậy chúng ta có mỏi chân không? Dạ cũng hơi mỏi anh à. Sao mình không ngồi xuống luôn đi em? Dạ. Anh ơi, anh ngồi thế này anh là bông hay là trái? Anh là trai, còn em là Trâm. Anh ơi, ở đây không gian đẹp quá, không có ai cả. Gió lùa qua kẽ tóc của em. Anh có thể tặng em nụ hôn đầu được không? À, anh hiểu rồi. Em nhắm mắt lại đi. Cha không còn ha. Anh ơi, anh vừa làm cái gì vậy? Thì em kêu hôn đầu, anh hôn lên đầu em rồi đó. Cái gì kỳ vậy? Nụ hôn đầu là hôn ở trên đầu. Vậy nụ hôn cuối mình hôn ở đâu? À, anh hôn vô túi. Dạ, em có hai cái túi nè, anh hôn đi. Ê, không, anh không dám hôn chỗ này đâu. Nó ghê lắm. Anh đã hiểu sai ý của em rồi. Hôn đầu có nghĩa là hôn chỗ khác đó. À, anh hiểu rồi. Dạ. Đi thôi. Em hãy nhắm mắt lại đi. Cảm ơn anh. Dường như anh khoái làm cha em hay sao đó. Anh vừa làm cái gì vậy? Thì anh dẫn em ra chỗ khác để anh hôn đó. Anh ơi, anh đã hiểu sai ý của em rồi. Hôn chỗ khác có nghĩa là hôn chỗ khác trên gương mặt. À, anh hiểu rồi. Em muốn hôn chỗ khác. Vậy thì em sẽ ăn tát. Mày tát tao, tao tát lại. Tao tát luôn. Để cho xuông, tao tát tiếp. Đồ con kiếp lên tụi bay. Vô. 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 Vô
Tụi bay tính chung sống tao luôn à? Cái gì vậy? Tụi bay càng lún sâu vào âm nhạc rồi đó. Tao nói trước, đây không phải là kịch cùng Bolero đâu nha. Nè, không còn gì nữa, thôi tao đi về. Đây, anh kia, đứng lại. Cái gì? Anh tính đi đâu đó? Tao đi về. Tôi qua đây chưa xong chuyện với anh mà. Tôi qua đây anh còn trù tôi chết. Anh còn đưa cái bài đòi thông hai mộ là sao? Hả? Tao không trù mày, đó chính là sự thật đó. Với cái tính nóng nảy của mày, thế nào con Trâm về, mày với nó cũng nắm tay lên đồi thông hai mộ chung sống nhau trển thôi. Vậy còn anh là cái gì? Tao là anh hai của nó, nên tao có quyền ngăn cản. À, anh ngăn cản tôi đúng không? Ừ. Ê, anh Thắng. Nè, thấy chưa? Tụi bay thấy chưa? Tao là anh của nó, còn đá giò lái tao thấy chưa? Bởi cái tính nóng giận của mày, Trâm bỏ mày là đúng rồi. Anh, trong của Trâm là bỏ tôi hết rồi, chỉ có anh ngăn cản tôi thôi. Tao không ngăn cản, Trâm đã nói tao rồi. Vì tương lai, Trâm sẽ bỏ mày, không bao giờ gặp mày nữa. Anh nói láo. Tao không nói láo, đó là sự thật. Anh Trâm hai, không tôi nói vậy. Thiệt đó. Hả? Trâm. Anh hai tôi nói thiệt á. Anh á, lúc nào anh cũng nóng tính hết á. Rồi sao làm được chuyện lớn? Rồi tương lai của hai đứa mình nữa, biết đi về đâu? Thì anh cũng không muốn vậy đâu. Tại vì những cái chuyện đó anh bực mình quá mà. Anh mà còn nóng tính nữa, em chia tay anh luôn. Trâm. Trâm à, anh biết những ngày tháng qua đã làm rất là đau khổ, cũng chỉ vì tính nóng của anh thôi. Anh xin em hãy tha thứ cho anh một lần này. Anh xin hứa. Thôi ngày... Anh là Lâm Thắng chứ đâu phải là Lâm Phong mà anh diễn dữ vậy. Anh đâu có diễn đâu. Anh nói thiệt mà. Tụi bay tin tao không? Tụi bay có tin tao không? Nóng tao hết nóng luôn rồi. Tụi bay đánh tao ngủi ngắt luôn rồi đó. Thấy nó vậy thôi, đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Tha nó một lần đi. Chậm, tha thứ cho anh nha, anh biết lỗi rồi. Sao mày đánh tao? Tao đừng khóc, tao nước mắt kìa. Sao mày chùi nước mắt tao chi vậy? Tôi đây đang quay hình để cho nó đẹp. Cái vỏ đã quá nè. Trời đất ơi, cái đó là cái vỏ rác của người ta. Mày lấy làm chi vậy? Ủa mày ơi. Trời ơi, thôi đi đây, đi đây, để tao dục. Đi qua đây, trời ơi là trời. Cái vỏ rác công viên á. Rồi đó. Nó chồi ở đây kìa. Nãy em thấy em lụm lên đâu có gì đâu. Nó kêu em lấy ra mày. Mày lấy ra mày. Lấy lại riêng. Dục đi. Dục đâu đại ca? Dục lên đầu tao nè. Dạ. Trời đất ơi là trời. Lấy ra. Lấy ra. Trời ơi. Thú quá. Dục đi. Kêu tao ra đây có chuyện gì? Nói coi. Dạ, đại ca, em nè. Hồi nãy em gặp một cái con mồi rất là mập luôn rồi đại ca. Đâu? Nó kìa. Con mồi mập đi ra đây. Đi ra đây. Ủa, anh đâu có làm gì mấy anh đâu? Không có làm cái gì. Nhưng mà mày đã bước vào địa bàn của anh em tụi tao. Mày biết nhóm anh em tụi tao là nhóm gì không? Dạ không biết. Nhóm bò điên. Bò. Làm việc đó cho tao. Dạ đại ca, để em nghe tao hỏi trả lời cho kỹ càng. Mày tên gì? Dạ em tên... Nến. Tao không cần biết. Mày là ai? Dạ em. Im. Tao không quan tâm.
Mày từ đâu tới? Dạ thì... Em luôn mày, tao chắc chắn mày không phải là người ở vùng này. Dạ thưa đại ca, sau khi mà một hồi tranh đấu và em phỏng vấn nó rồi thì em vẫn không biết nó là ai. Mày ngu quá à. Sao đại ca quánh em? Hồi nãy đây ông nào giang hồ mà mít ướt quá. Thất hoài à. Mày hỏi mày không cho người ta trả lời, sao ta trả lời? Mày biết mày đang đứng ở đây là đứng ở đâu không? Dạ, mày đâu? Biết mày đang đứng trên lãnh địa của ai không? Của tao. Hả? Hả? Thằng đúng. Đực gà mái. Ba thằng bò điên, mày vô lãnh địa của ta làm cái gì? Lên! Cách đây một tuần trước hả, nó cứ lôi đầu đại ca ra, nó bắt được đại ca, nó ký đầu như con hả? Mình không thể nào nhịn nhục được nữa, mình phải dùng lên đại ca. Đại ca, phải xông lên. Ta phải dùng lên. Đúng. Đúng. Không cho nó bắt tao rồi nó ký đầu tao nữa. Đúng, đúng đại ca. Để tao dùng lên. Dùng lên. Tao tự nguyện nè. Cứu đi. Đại ca ơi, đại ca, tại sao tự nhiên cái đứa đầu cho nó ký vậy? Thì mày kêu là đừng để cho nó bắt, nó ký đầu thì giờ đâu cho nó bắt đâu. Bây giờ mình ở đây có ba người, nó chỉ có một người thôi, ba đánh một không chột thì cũng què. Đại ca chơi nó đi đại ca. À, ý hai mày nói là phải quánh nó hả? Phải quánh. Quánh nó không? Đúng. Quánh. Được, hai mày hỗ trợ tao nha. Dạ. Ba thằng mình quánh nó. Dạ. Quay đâu? Dạ. Dạ. Chuẩn bị xong chưa? Rồi. Một, hai, ba. Chơi. Dạ thưa anh, em đi học. Mày đứng lại. Anh sẽ ba em đâu? Mày đi đâu? Mày đứng lại. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Em tới giờ học rồi. Không có được, tao thích mày ở đây chơi với tao. Em tới giờ học, cho em về đi học đi. Không, tao thích mày ở đây chơi với tao hơn. Ý anh ơi, em có điện thoại. Có điện thoại hả? Dạ. Alo má hả? Dạ. Mua ngàn hành về nấu cháo ba hả? Dạ dạ con về liền. Anh cho em về mua ngàn hành nấu cháo ba, ba em bệnh nè. Không, tao thích mày ở đây chơi với tao hả? Thôi cho em về. Mày đây. Ở đây chơi với tao. Mày ở đây chơi với tao. Ý anh ơi, em có điện thoại. Dạ con nghe má. Mua ngàn cũng đủ hả? Ba bệnh nặng lắm mà phải mua 2.000 ba ăn mới được hả? Con có 1.000 hả? Dạ. Má nói mượn anh 1.000 được không? Ảnh không trả lời má ơi. Má nói chuyện với ảnh nha. Nói với má em tiếng đi. Mày ngoại ngoại. Tưởng tượng sâu quá ha. Trời ơi. Sao vậy? Bể màn hình nè. Ở đi về đi. Dạ. Mà nhớ không có được quay qua đây giành cái địa bàn của tao nghe chưa? Đi về. Em nhớ anh, em hứa em thề anh luôn, không bao giờ em quay lại đây nữa. Dạ thưa anh em về. Dạ thưa anh em về. Tao đâu có chảo mày đó. Cố lên. Ủa anh học hát xiệt ngày nào vậy? Liêu liêu với ai vậy? Mày nói nghe nè, không có được qua địa bàn của tao nghe chưa? Dạ. Cái khu này không phải khu tranh chấp nghe chưa? Em biết rồi. Đi đây. Dạ thưa anh em về. Hay quá. Em cảm ơn bạn. Mày đi về đi, ở đây chi? Hên là có tao chứ không nó trứng lột mày á. Đi về đi. Không đi về đâu. Sao mày không về? Bỏ nhà đi bụi đời rồi. Mày khùng quá mày, nghĩ sao từng này tuổi mày đi bụi đời? Nè cũng bụi đời luôn chứ gì nữa hỏi. Mày khùng quá, tao đi bụi đời hồi nào? Chứ làm gì? Tao ra đây tao chờ mẹ tao đón tao.
bà mới đẻ tao xong bà ra đây bà tính hít khí trời nha, thoáng mát á, hiểu không? Xong bà bế ra đây bà mỏi tay quá bà để đây. Dạ. Xong rồi bà đi luôn. Làm như bà quên tao mày. Tao lớn từ từ đây tao đợi bà hoài cũng không thấy bà quay lại. Chắc bữa nào bà nhớ nhớ bà quay lại bà đón tao. Ủa nhiêu tuổi rồi? 15. Ủa mẹ anh quên lâu dữ vậy á hả? Chắc bà mất trí nhớ tạm thời đó. Ủa mày sao đi bụi? Thì đó, nhắc nó tức lắm. Sao tức? Trời hả, mượn hả, mượn của hả mẹ có 50 ngàn để chơi điện tử thôi. Vậy mà về hả nhà ba hả ba đánh ba cây luôn. Ủa mày bị ba mày quýnh hả? À, tức bỏ đi bụi đời luôn. Kể tao nghe con ba mày quýnh làm sao? Kể cái gì? Mày kể cái khúc ba mày quýnh làm sao, vui không? Quýnh đâu cái ngồi lấy gì vui. Mày kể chi tiết coi, tao chưa bao giờ bị quýnh. Bây giờ anh á, anh làm em. Em sẽ là ba của em. Xong mày cái em đánh anh cho anh biết đau là sao. Kiếm cái cây đi. Cái, có cái cây không? Cái cây, cây này nhỏ. Cái cây này nè. Đúng rồi, cái cây y chang cây của ba. Okay, cây này đi, cây đó nhỏ lắm. Cây này đi. Cây này cũng được. Thôi, quê rồi, chơi cây này cho nó đụng nóc luôn. Kệ, tao thích cảm giác đó mà. Rồi bây giờ tao làm sao? Bây giờ đi chơi điện tử về đi. Tao đi chơi điện tử về hả? Đúng rồi. Mày là ba tao phải không? Rồi, tao đi chơi điện tử về. Đâu giờ này chưa về nữa. Con đi đâu về đó? Dạ ba, con mới đi chơi điện tử về. Tiền đâu mà chơi? Con mượn của mẹ. Mượn có xin hay là không? Con có xin mà xin nho nhỏ chắc mẹ không nghe đâu. Mượn mà không xin là ăn cắp. Nằm xuống. Tôi không quýnh rồi hả? Ừ. Bà nội nó mà nghỉ luôn đi. Cái vậy? Mày quýnh chưa? Không quýnh mày nghỉ. Trời ơi, quýnh là sợ lắm á. Sao anh mừng quá vậy? Tao thích quýnh. Vô gì? Không có được thích quýnh. Quýnh là sợ lắm. Trời ơi, tao sợ quá, mày quýnh tao đi. Quýnh đi. Quýnh nha. Rồi quýnh đi. Mạnh lắm. Nè, Trọng. Dạ. Ba sẽ đánh con ba cây cho con chừa nghe chưa Trọng? Dạ. Tội thứ nhất, đi chơi mà không xin phép. Thứ ba. Nó hơi nhẹ đó. Tội thứ hai, dám lấy cắp tiền của mẹ mà đi chơi điện tử. Thứ nè. Ơ mấy mày về mày kêu ba mày tập tạ đi. Yếu quá. Nó mạnh luôn á. Hết ra cho tao. Chừa nghe chưa Trọng? Con ơi, con có sao không con? Con ơi, con có sao không con? Có sao không con? Làm cái gì vậy mày? Thì đó. Cái mày ra, mày xoa đít tao. Thì ba em quýnh em xong vậy lại xoa xoa. Quýnh cho đã rồi xoa. Tức quá. Bù đời luôn. Thôi mày ơi, mấy thằng giang hồ nó không có vậy đâu mày ơi. Tao nói thiệt, ba mày quýnh mày á là có ba cây thôi. Mà tao nói nhẹ gần chết. Mấy giang hồ á nó quýnh nó đập mày từ trên đầu nó đập xuống á. Tao nè, bị quýnh nè. Nó có ra nó xoa đít tao không? Nó đứng nó cười nó lấy hết tiền của tao luôn á. Chưa đó mày đặt giận dội bỏ đi. Anh ơi. Cái gì? Anh giúp em đi dắt em về nhà được không? Mày chỉ đường đi tao dắt về cho. Bây giờ nhà em là bước ra khỏi cửa nè, là có cái cột điện. Có cái cột điện. Đúng rồi, sau đó có con đường băng ngang qua. Nhà nào cũng vậy hết. Đúng rồi, nói nhà bên kia đó là hàng xóm. Rồi có xe chạy qua lại nữa. Cái nào chi tiết hơn nữa tao mới dẫn mới về nhà được. Cái đặc điểm riêng á hả? Đặc điểm riêng. À, em nhớ rồi. Nhớ cái gì? Hôm bữa ngồi trước nhà, em thấy một chiếc xe chạy ngang màu hồng đẹp lắm. Biển số 1234, dễ nhớ lắm. Thôi được rồi, hiểu rồi. Dạ. Vậy có gì tao đi kiếm chiếc xe xong rồi tao mới kiếm được căn nhà của mày. Bớt điên đi. Đâu nhớ đâu. Trời sắp mưa rồi. Đi vô đây đi, chút xíu tao dắt đi nha. Anh ơi, em đói bụng quá à. Đói bụng hả? Dạ đói. Ăn bánh mì không? Có pate không? Không. Có chả không? Không. Có thịt không? Không. Có ớt không? Có. Em không ăn ớt. Vậy mày hỏi chi? Bây giờ có bánh mì không ăn không? Mì không sao ăn. Mì có ăn không ăn tao ăn à? Ăn. Nè, tao cho mày nửa ổ, tao nửa ổ. Nửa ổ sao nó? Cho mày hết luôn á. Anh ơi, anh buồn ngủ quá, giờ làm sao? Thì ngủ đi. Anh ra chỗ ghế đá kia đi, cho em nằm đây được không? Nhà này sổ đỏ là của tao nha. Mày không có đuổi tao đi được, ok? Vậy chứ nằm ở đâu? Ngồi trên đùi tao nè. Anh ơi. Gì?
Lạnh quá à. Anh tắt máy lạnh đi. Hân hỉ lắm đi. Ủa sao vậy anh? Nó tưởng tượng ra được cái nhà là cái máy lạnh được hay thiệt á. Máy lạnh đâu ra tắt. Quên. Chưa vô. Nằm đâu vợ? Nằm đây nè. Xích qua kia đi. Anh ơi, che em muốt rồi. Rồi đó. Dạ. Anh ơi. Anh. Hả? Ủa ba mẹ em có đi kiếm em không vợ? Tất nhiên rồi. Ba mẹ phải kiếm mày chứ làm sao bỏ mày được. Dạ. Thôi ngủ đi. Anh ơi anh. Cái gì? Có khi nào ba mẹ em quên em giống như là mẹ anh bỏ quên anh không? Mày điên quá à. Mẹ tao mất trí nhớ mới quên tao. Còn ba mẹ mày á, chắc chắn á là sẽ nhớ mày kiếm mày, hiểu không? Dạ. Thôi đi ngủ đi. Chồng ơi. Chồng ơi. Tôi biết tôi có lỗi rồi, hôm đó tôi nóng quá. Mình đi tìm con đi ba ơi. Cô bác ơi, tôi thấy là chồng của con. Cô bác, con ở đây là cô bác ơi. Nó chồng con, cô bác ơi. Nó cao như vậy. Cô bác ơi. Mẹ. Con nè. Chồng. Con ơi. Mẹ con sợ quá. Con xin lỗi con. Thầy, nó mà nóng quá. Con xin lỗi con mà nóng. Con đi về đi mẹ. Con sợ quá. Đi về đi con. Người lạ luôn rồi. Đi về đi con. Về đi con. Về đi con. Dạ. Con đi về đi mẹ ơi. Nè, của mày nè. Gì vậy mẹ? Ông ơi, đi về đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Không. À. Về đi con. Dạ. Về đi con. Không nhưng mà. Đi về đi. Dạ, đi về đi mẹ. Dạ, mẹ đừng có bỏ con nha mẹ. Làm sao mẹ bỏ con được? Dạ. Đó. Mày tin tao chưa? Không có ba mẹ nào bỏ con cái hết. Chỉ có con cái mới bỏ ba mẹ thôi. Mày tin tao chưa? Sao mẹ bỏ quên con lâu vậy mẹ? Cảm ơn phần thi đầu tiên của đội Đom Đóm. Hành trình của các bạn đi tới 11 tập, bạn vô tới đây, vô vòng chung kết rồi là không có phải là một cái đội tầm thường. Các bạn là một đội đáng gờm. Như hôm nay các bạn, phần chính vẫn là tiết tấu nhẹ nhàng, bung miếng nhẹ nhàng của Nam cũng như là Trọng, thì lại gây hiệu ứng hơn là cái phần các bạn cứ diễn bằng cái kỹ thuật biểu diễn. Coi rất là dễ chịu. Chị nghĩ là tại tụi em lo lắng quá vào cái vòng này, cho nên tụi em đặt nặng cái phần khách mời á. Trong khi hai đứa đánh vô cái ghế đá đẹp tuyệt vời lúc ngồi dưới, rồi trời mưa xuống mưa dày dở nhà má ôm sao đút cho ăn sao, nhấn vô cái đó nữa thì nó sẽ hay hơn. Trấn Thành thì nghĩ như thế này. Cái quãng đường mà các bạn đã đi qua, tôi thấy đây là cái định hình về phong cách của các bạn. Hài kịch của các bạn không ồn ào, không có gây rối loạn, không phải là náo kịch. Các bạn đưa ra những câu chuyện đơn giản, nội dung thông điệp gần gũi, và quan trọng là nó rất là dễ hiểu và tiếp cận gần nhất với lại khán giả. Nó đã định hình trở thành phong cách rồi, và nếu mà đã phong cách thì tôi tôn trọng cái điều đó.
với một cái đêm chung kết thì Thành chỉ hơi tiếc chút xíu là nếu mà chúng ta làm cho nó đậm đà hơn, cái mật độ tiếng cười có nhiều hơn thì nó sẽ ổn hơn cho một cái bài thi chung kết thôi. Chứ thực sự ra thì với tôi đây cũng là một tiểu phẩm hoàn chỉnh, bởi vì cái cấu tứ nó rất là nhẹ nhàng, dễ thương, câu chuyện nó đơn giản. Chị Vy Hương nói là nếu phải chi mà ngắn phần khách mời lại, hai bạn làm nhây cái đoạn bố dạy con ra, người ta sẽ càng cười ra nước mắt hơn. Dành lời khen đặc biệt cho bạn Lê Nam, lực diễn rất là chắc chắn và bạn đúng là cái người điều khiển được cái không khí của khán giả. Minh Trọng phối hợp rất là tốt. Chúc bạn thành công hơn trong sự nghiệp của mình. Nếu mà bắt đầu từ cái đoạn hai người gặp nhau á, sớm hơn chút thì nó sẽ là ngắn gọn mà nó xúc tích, mà nó có ý nghĩa hơn. Tại cái đoạn đầu thì nó hơi dài. Tuy nhiên là trong vòng một thời gian ngắn như vậy mà đưa ra bao nhiêu cái ý nghĩa như vậy thì tôi có lời khen nhóm hôm nay. Và riêng về Nam với Lệ Trọng thì diễn rất là xuất sắc. Tôi rất là cảm động. Những cái đoạn mà mưa xuống rồi Nam lo lắng cho Trọng, và khi cha mẹ Trọng ra, Nam cũng diễn một cái cảm xúc tôi rất là xúc động. Lần nữa tôi có lời khen nhóm hôm nay. Xin cảm ơn phần nhận xét của ba vị giám khảo, và điểm số của giám khảo sẽ có sau khi cả ba đội cùng thi xong. Còn bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài đêm nay. Xin mời. Số điểm của 100 khán giả tại làng hài đêm nay dành cho đội Đom Đóm các bạn là 9,5 điểm. Xin chúc mừng Đom Đóm. Thưa quý bà con, cô bác, đội tiếp theo là một đội đã có những câu chuyện, những tiểu phẩm làm cho chúng ta cười nghiêng, cười ngửa. Chúng ta hãy cùng điểm lại hành trình dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón đội Xém Cười. Ủa sao đấy? Sao giới thiệu rơm rã vậy mà chưa thấy đội Xém Cười? Để Đình Toàn vô trong coi là đội Xém Cười đang ở đâu. Còn ở ngoài tiếp tục vỗ tay lớn hơn cái gì? Vậy đi. Anh ơi, không thôi miếng khó quá thì bỏ miếng đó đi lấy miếng khác. Cười quá, đi thi hài mà đụng tới miếng hài khó là bỏ vậy thì. Nhưng mà em đâu bữa giờ làm không có được. Bắt lại đi nè. Ông già, má bà đúng tiếu đang về. Ai anh ăn gì? Lấy đồ tiếu sườn. Không lấy giò. Trời đất ơi, xém cười. Cái gì giờ này còn ngồi đây ăn bánh in? Mấy đứa, anh giới thiệu đội Xém Cười ngoài rồi kìa. Sao giới thiệu sớm vậy? Sớm cái gì? Trời ơi, chị đội kia sao tới đội này? Thôi, không báo đâu. Bây giờ anh vô báo nè, đi ra bao nhiêu người chờ lẹ. Đi ra, đi. Sửa quần áo lại, đi ra diễn quà. Trời ơi, diễn quà. Trời ơi, chết là chết được. Đúng là cái nhóm hài hành hình Xém Cười đúng không? Ra ngoài giái trời khán giả cười xém xém thôi. Hứa gì à? Việt Nam là nơi ta sinh ra, miền đất sống bằng tình người và ghét nhất là chơi cha. Người dân đa số hòa đồng, ai cũng biết nhân nhượng, như một khi tức nước vỡ bờ, cỡ nào cũng xúc như thường. Dù con phải ngồi bước chạy nhưng sống có nhẹ khí khi ai chạy tụng chung là lúc xuống biểu. Mày coi được, mày đập hết bàn của cha đi con. Xong rồi mình dẹp tiệm mình nghỉ luôn con. Dạ đâu có đâu, con đang dọn dẹp mà. Mày dọn dẹp kiểu gì, từ hôm qua giờ mày đập hai cái bàn của cha rồi. Tao có đang lao. Nè, mời khách đi. Dạ. Uê, ăn hủ tiếu không? Nikolai, vô đây ăn hủ tiếu mày. Lũ đạn đi đâu đó. Mặc mày. Ui da. Tao dặn bao nhiêu lần rồi. Không phải lũ. Cái chợ này là cái chợ văn hóa. Người ta đang phấn đấu lên văn hóa. Cấm chửi thề mà mày cứ chửi thề hoài. Cái thằng lũ, cái mặt lũ đạn, cái thằng đạn. Xin lỗi. Xin lỗi, mày đánh luôn hả? Tao lộn. Trời. Bán hủ tiếu chú ơi. Thiệt chú tình. Ơi, cho con tô hủ tiếu nha. Qua mời khách kìa. Lũ đạn ăn cái gì? Tao nói rồi mà cũng vậy hả? Mày không chửi thề bộ mày chết hả? Mày nói lại đàng hoàng coi. Xin lỗi bé gái nha. Gõ một cái muốn nứt xương trời. Tao chưa gõ tét đầu mày là hên à. Chị, ăn gì chị? Gì cũng được. Dạ, cha hủ tiếu xương. Rồi. Anh, xương ăn không được mới làm găng. Chị chán gì? Cái gì cũng được. Cha hủ tiếu bồ viên. Anh, bồ viên ăn được, dị ứng. Dạ. Vậy chị ăn gì? Dạ cái gì cũng được. Dạ hủ tiếu không. Anh. Hủ tiếu không sao ăn? Vậy chị ăn gì? Dạ cái gì cũng được. Ngồi dẻ nè ăn đi. Cái gì vậy ông nội?
chứ bây giờ vô đây hỏi ăn cái gì nó ăn cái gì cũng được, kêu không chịu. Trời trời, bây giờ trời ơi trời, bây giờ mày hành hung luôn cả khách vậy đó hả Vàng? Cha thấy cái nết con nhỏ đó không, lụ đạn đó hả mày? Trời ơi. Anh một hàng ngang thành lập nghỉ à, nghiêm đóng phạt mỗi người 15.000. Ủa anh ơi, tôi làm gì mà tôi đóng phạt anh? Đây là xóm chợ văn hóa, tôi nhiệm vụ của tôi là giữ an ninh trật tự, ai la làng cãi lộn chửi thề đóng 15.000. Tôi chửi thề hồi nào? Ai chửi nó? Bước qua đây cậu, đóng 30.000. Cái gì vậy? Có mình tôi chửi mà. Ông đứng nghe chửi. Ủa, đứng nghe chửi bị đóng rồi hả? Bảo vệ kỳ cục trời. Ông làm gì ở đây? Tôi bán hủ tiếu. Xe gì? Xe hủ tiếu. Chớ kiểm tra cà vẹt xe và bằng lái xe. Trời đất ơi. Cha ơi cha, con bán hủ tiếu chứ con không có đua xe. Cha ơi, kiểm tra cà vẹt bằng lái con chi? Vậy cho coi bằng vi tính. Trời ơi. Ông bị điên hả? Bằng anh văn tu ít. Em tao chửi thề được không? Nè, tôi nói cho ông biết, cãi hoài đi. Ông bán hủ tiếu mà không biết lương thiện, tụ năm tụ bảy đua xe hủ tiếu. Trời ơi, ông nghĩ sao mà tôi đua xe hủ tiếu được? Cái bô trước nè. Một cái kèn nữa. Đủ để văng con ra ngoài chưa? Tao cạn lời rồi đó. Đóng phạt đi. Bây giờ đóng bao nhiêu? Cậu 15, ổng 15. Cái xe này 30, giảm 50% còn 1 triệu. Ông học lớp mấy vậy ông bảo vệ? Để con. Lũ đạn, bây giờ bao nhiêu? Muốn cho nhiêu cho. Bây giờ còn 50 lấy không? Lấy. Nè. Đứa nào đổ xe hủ tiếu tôi lên 3 nòng vậy? Con đổ. Mày đổ làm chi? Đổ như vậy nó mới chết, cha mới lấy số được mấy xe hủ tiếu kìa. Lấy số, trời đất ơi. Nè, nè, nè. Tao quýnh mày bộ mày vui hả mày cười? Không phải. Cười cha bảo vệ ngu. Móc túi đóng tiền phạt. Mà chả không biết. Móc túi chả. Chấn động lòng trai. Mày nói 5 điều 3 chuyện mày móc túi không rồi đó hả? Vỗ đứt cái bẹp là móc lực liền à. Tao dạy mày cả tuần nay mày không nghe tao mà tại sao mày đi móc túi nữa vậy? Tao nói với mày như thế nào? Hồi đó mày ở trong chợ mày đi móc túi, mày đi giật đồ cỡ gì cũng được hết. Bây giờ mày về đây là mày bỏ tiệt cái nghề này cho tao. Tại sao mày không nghe tao? Mày không nghe thì mày đi luôn đi, mày đừng có về đây nữa. Ê ê ê. Tao nói mày đi thiệt hả? Trả cho ổng 50. Mày điên à, mày điên à. Mày trả cho ổng để ổng nhốt mày luôn hả? Mắc gì nhốt? Đưa đây cho tao. Mốt ông ăn hủ tiếu tao trừ. Đưa đây. Tao bắt đầu tao cảm thấy hối hận khi tuần trước tao nhận mày về làm con nuôi rồi nghe. Ôi mà. Tuần trước á, tao đi chợ tao bị người ta giật cái vỏ xương heo. Mày nhào ra mày giật cái vỏ xương mày đưa lại cho tao. Tao nhìn thấy trong mắt mày á còn có tình người. Ui da. Tao nhận mày về làm con tao tính cảm quá. Lại mày mà một tuần nay hình như mày là cục đá tao đẻ hoài nó không được hay sao. Ủa, nói vậy là cha sai lầm là đúng rồi. Hồi xưa con cũng định me giật cái vỏ của cha mà. Cha. Sao vậy? Cõi lòng tao chấn động á. Con nói chơi. Trời ơi, ngồi đi. Con nói chơi. Đâu phải con me con giật đâu. Biết sao không? Ngồi xuống đây. Con thấy cha bán ở đây có một mình đơn chiếc à. Mà anh em giang hồ nào cha cũng đối xử đẹp hết trơn á. Cho nên là con quyết định giật lại cái vỏ của tụi nó, trả lại cho cha. Thiệt không? Thiệt. Thì tao cũng thấy mày như vậy, tao muốn cảm quá mày. Chứ không thôi để mày trong cái chợ đó, mày đi giao du với mấy cái đứa đó vài năm nữa tao không biết mày ra cái gì á. Bây giờ bỏ luôn cái thói đó cho tao nghe. Trời ơi. Đại ca ơi, tụi em qua mua hủ tiếu ăn về nha. Mua hủ tiếu kìa. Ra mời khách. Biết trầu gì. La hoài. Thiệt tình. Dạ thưa mấy. Lũ đạn tụi nó. Mày chửi thề hoài. Không phải. Cái tụi mày giật vỏ của cha đó, nó quay lại đang hủ tiếu kìa. Trời ơi, lũ đạn mà. Ê, cái gì vậy? Tụi nó quay lại đây làm chi vậy? Thằng không có cho nó thấy cái mặt mày nghe chưa?
Lần trước mày giật cái vỏ của nó thấy là mày chết. Dạ dạ dạ. Ra 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 ra. Đây ra. Đây đây. Ra tiếp đi, ra tiếp đi. Ê, bán tô tiếu đem về coi. Dạ, hai anh ăn gì? Cho tô tiếu xương không lấy giò. Còn tô tiếu giò không lấy xương. Chưa. Tô tiếu xương không lấy giò, lấy hành ngò không lấy hành phi. Cái tô lấy giò không lấy xương, lấy hành phi không lấy hành ngò. Tô tiếu xương lấy giò không ăn hành ngò lấy hành phi. Ăn ớt sắc không ăn ớt xay. Cái tô lấy giò không lấy xương, lấy hành phi không lấy hành ngò, lấy ớt xay không lấy ớt sắc. Tô tiếu xương không ăn giò, lấy hành ngò không lấy hành phi, ăn ớt sắc không ăn ớt xay, ăn giá trụng không ăn giá sống. Làm đi. Lũ đảng. Ê, gì vậy? Không 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 không, từ từ để giải quyết mày. Vô. Con nó kêu vậy kìa. Mày đã biết vậy mày cũng cầm ram tụi nó. À, không sao đâu, hai vị đại hiệp. Tôi làm xong hết rồi ha. Tô hủ tiếu lấy xương không lấy giò, bỏ hành ngò không bỏ hành phi, bỏ ớt xay không bỏ ớt sắc, ăn giá trụng không ăn giá sống. Cái tô lấy giò không lấy xương, bỏ hành phi không bỏ hành ngò, ăn ớt xay chứ không ăn ớt sắc, bỏ nước mắm chứ bỏ nước tương. Wow, xuất sắc. Dạ, sai đối tượng rồi. Tô đó là phải bên đây, còn tô bên đây là của nó. Thì tôi đổi qua. Vậy đi. Vậy được đó kìa. Nè, tô bên đó là của mày đó. Đứng lại ai thì chó. Mày giữ ai chó à? Mày lấy hủ tiếu không trả tiền hả? Không. Ông bán sai mất mới thì phải trả tiền. Đúng rồi, tôi sai. Không có lấy tiền, hai tô này tặng hai đại hiệp. Ông biết điều đó không? Dạ, không có tặng hết. Trả tiền ra đây mày. Ê, tao hỏi mày. Ôi, cái thằng giật cái vỏ đại ca mình từ trước kìa. Chết mày rồi. Chị 13 đã tìm ra đối tượng. Tụi bay, bao đi, bốn bay. Chạy hả? Chạy đi đâu? Mấy cô mấy cậu ơi, cho tôi nói như vậy. Nếu mà mấy cô mấy cậu tới mà vì cái chuyện con tôi tuần trước nó lỡ giật số giật má, tôi kêu nó xin lỗi mấy cô mấy cậu rồi mấy cô mấy cậu bỏ qua nha. Lỗi thằng con không làm, thằng con phải chịu. Qua đây xin lỗi mày. Mày qua mày xin lỗi ông đi. Nhưng mà tụi nó. Mày có muốn ở đây với cha nữa không? Mày đi qua bên đó mày xin lỗi nó đi. Xin lỗi. Đây đây. Mày xin lỗi. Tụi mày làm cái gì vậy? Hù á. Mày hù mày giải cho mặt tao. Mày xin lỗi vậy đó hả mày? Xin lỗi là phải có thành tâm. Quỳ xuống xin lỗi từng đứa một. Mày có muốn ở với cha nữa không? Xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Rồi. Thôi không sao, mấy cô mấy cậu. Con tôi nó dạy, nó xin lỗi rồi, nó quỳ, nó xin lỗi rồi. Thôi mấy cô mấy cậu là đại hiệp mà, mấy cô mấy cậu rộng lượng bỏ qua cho cha con tôi nha. Bán hủ tiếu đây em có xin phép chưa? Có, tôi xin phép ban quản lý chợ đàng hoàng. Chưa xin tụi tôi. Gì đây cả? Tụi mày diễu binh trong miệng tao luôn. Đi qua bên này. Dạ. Gì đâu mà chưa mở miệng là nó sống vô à? Ông già, tôi hỏi ông có biết ai nắm giữ cái địa bàn này không? Biết. Ai? Ban quản lý chợ. Ai nắm giữ cái địa bàn này tụi bay? Ban quản lý chợ. Con này mấy cha. Đợi lóc cốc len keng có mấy cậu mà cũng đòi quản lý chợ cái khu này nữa hả? Trời. Tôi mà lóc cốc len keng kìa. Lấy hàng lạnh xả nó. Dạ. Ê. Đủ rồi nghe. Bây giờ mấy cậu muốn cái gì? Lấy hàng lạnh xả không? Hàng lạnh xả tụi tôi hả? Đừng có dồn tụi tôi tới đường cùng nha. Tụi tôi nhịn nãy giờ đủ rồi nha. Bây giờ muốn chơi hàng lạnh đúng không? Hàng lạnh cỡ nào? 6 tấc. Hàng lạnh tôi 1.2 nè. Wow. Còn cái gì chơi nữa? Còn hàng nóng. Hàng nóng mấy nồng? 2 nồng 6 viên. Hàng nóng tôi 3 nồng nè. Wow. Ép tụi tôi đúng không? Con. Dạ. Vô đẩy hàng nóng hàng lạnh ra chứ. Đẩy sát xuống. Trời ơi.
nó bưng tới hàng tự chế. Dở hàng nóng mang lạnh ra. Tụi tôi buôn bán đàng hoàng, mấy cô mấy cậu vô đây ép tụi tôi. Bí thế bà con cha con tụi tôi phải dùng lên làm liều. Lỡ như hai bên bên nào thua cũng phải chui vô cái chỗ này. Là sao? Nó chết rồi, quả thiêu. Còn đứa nào mà nhà xa muốn gặp mặt gia đình thì cũng phải xài tới cái này. Là sao? Đóng gói, ướp lạnh, xuất khẩu về gia đình. Đủ lạnh, đủ nóng chưa? Ồ, nghe có muốn nóng lạnh luôn ta. Hàng lạnh nè, hàng nóng nè, tụi bay xả nè. Dạ. Trời ơi. Đừng mà. Mấy con mấy cậu tha cho tôi đi mà. Dạ. Trời ơi. Đừng mà. Ê, đừng mà. Ê, đừng mà, trời ơi. Tôi xin mấy con mấy cậu mà. Mày xả tao luôn đi. Xin lỗi đại ca. Đỡ đại ca lên. Trời ơi. Bây giờ túm lại mấy cô mấy cậu muốn cái gì mấy cô mấy cậu nói đi, chứ đừng có ấp ấp mở mở nữa, tôi đau tim lắm. Thu tiền bảo kê. Nãy giờ nói quá trời nói chứ để thu tiền bảo kê hả? Đúng vậy. Vậy không nói đại đi để tôi đưa cho có gì đâu à. Chà, sao đưa tiền ta? Kệ nó con, coi như mình mua cái sự yên ổn, con hiểu không? Có nhiều tiền nè, tôi dốc hết tôi đưa cho mấy cô mấy cậu đó, trả sự bình yên cho tụi tôi đi. Ủa sao tới ba sắp lận? Con nhiều đưa hết rồi. Mạnh tay dữ không dạ? Đó, phải vậy đi. Ông đưa tiền sớm mà đâu có chuyện. Đi về. Trời đại ca, làm giang hồ có bộ dễ ăn quá hả? Chứ sao? Vậy. Cũng được quá ha. Khoan. Gì? Lấy tiền rồi có lấy giấy tờ không? Giấy tờ gì? Đây nè. Giấy chứng nhận cầm chứng minh nhân dân tên chị 13 giá 50 ngàn của ai? Ủa, mất cái tôi mà. Trời, mất cái này là phiền luôn á. Đứa nào đi đâu chơi mà mất thẻ xe phải ghi giấy xác nhận có chứng thực của phường tên Trần Ngọc Tiến nè. Thiệt luôn á. Hậu đậu hết sức rồi. Cái vé coi chung kết làng hài mở hội đội xém cười này của ai? Trời. Dù mới móc túi chân thành luôn á. Tôi trả hết luôn rồi đó. Ủa khoan. Cái vấn đề là mấy giấy tờ tôi bay trong bóp rồi, tại sao không có? Thì bỏ trong bóp nè. Trong túi mà. Đâu đâu? Ủa? Đâu? Tiền đâu mất hết rồi. Ủa tiền đâu trơn rồi? Tiền đâu vậy? Ông cầm kìa. Ủa sao tiền trong túi thì mày mà ông cầm vậy? Tao móc tao đưa cho tụi mày đó. Trời. Móc hồi nào? Tôi biết nè. Trời ơi, ông móc từ cái lúc mà ông hỏi cái câu hàng của tao đủ nóng đủ lạnh chưa đó. Tin không? Không tin làm lại đi, chỉ cho coi. Tụi bay tạ. Trời ơi. Xuống tụi bay. Trời ơi. Mày ra trời ta. Cả kháng trường đừng tập trung về tôi, cũng đừng tập trung vào ai cả. Hãy hướng về hai ngón tay của ông già. Tôi xin mấy cậu mà. Chuyện là như vậy đó. Đổ tao vậy. Dạ. Ông xin cái gì? Ông ăn cắp tiền của tôi đúng không? Tôi ăn cắp hồi nào tôi có xin đàng hoàng. Xin hồi nào? Cái câu cuối cùng của tôi nắm đóng tiền là tôi xin mấy người mà. Ông xin nhưng mà tôi đâu có cho. Vậy chứ tụi bay vô đây thu tiền bảo kê tao cũng đâu có cho, mà tại sao tụi bay vẫn lấy? Tôi là giang hồ. Tụi bay giang hồ cỡ nào? Tôi bước chân vô giang hồ từ năm 19 tuổi đó. 19 tuổi, nay mày nhiêu rồi? Năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi. Một năm lăn lộn trong giới giang hồ, mày biết được bao nhiêu cao thủ? Khá mày nhiều. Có nghe tới cái tên Tài Mặt Sệ chưa? Là ai vậy đại ca? Ai vậy đại ca? Ai vậy? Là ai? Tài Mặt Sệ, trùm giang hồ hóc và tó. Mày có nghe tới cái tên Hương Bánh Giò chưa? Ai vậy đại ca? Ai vậy? Hương Bánh Giò, trùm giang hồ cộng lạnh. Rồi A Xìn mày nghe chưa? Ai nói vậy? A Xìn thánh chửi lộn. Giang hồ tứ trụ còn một người nữa là ai? Quẹo chó điên. Tao chính là quẹo chó điên nè.
ơi. Trời ơi, chú Quẹo. Chú Quẹo, sao người ta nói chú mất tích 20 năm nay, tại sao bây giờ chú lại xuất hiện trong cái chợ hủ tiếu này? Tao mất tích 20 năm nay là tại vì tao đi bán hủ tiếu. Cỡ tụi bay bước chân ra giang hồ là cò con tập tành. Cỡ tao đã từng một thời xưng hùng xưng bá, tao đã từng một thời lẫy lừng tranh giành địa bàn với biết bao nhiêu băng đảng. Cũng chính vì cái điều đó, tao đã phạm phải một cái điều sai lầm nhất trong cuộc đời của tao mà không bao giờ tao tha thứ được. Tao nhớ hoài ngày hôm nay. Con! Cha, bỏ nghề đi cha. Làm giang hồ không có kết thúc đẹp đẹp đâu. Cha con... bỏ. Cha bỏ nghề. Con ơi đừng bỏ cha. Con ơi. Con chỉ muốn cha bình an. Con! Câu chuyện của ông cảm động quá à. Từ đây về già tôi không có phạt ông nữa đâu. Mà cuối cuối câu chuyện sao giờ? Cuối cùng á, con tao chui vô cái bếp lò. Ủa? Làm sao? Chết rồi, quả thiêu. Tao thì chui vô bụng cá. Rồi sao? Ủa, ướp lạnh luôn hả? Không có. Ở trong nhà đá 15 năm cũng lạnh. Ở trong đó tao học được cái trò nấu hủ tiếu nè. Tao mới biết được á, làm giang hồ chẳng có được cái gì hết, có chăng là sự xa lánh của mọi người. Tao ra khỏi tù tao nấu hủ tiếu tao bán, cho tới khi tụi bay vô đây tụi bay quậy tao nè. Bây giờ tụi bay muốn cái gì? Cỡ tao mà còn bỏ nghề nè, giang hồ tập sự tụi bay muốn chơi cỡ nào? Ôi, ông dạ, ông dạ, con không dám gì nữa đâu. Không chơi nữa. Bây giờ cái lò lửa với cục nước đá mày chọn cái nào? Dạ tụi con không dám chọn cái nào đâu. Không chọn, không chọn. Tụi bay không chọn hai món này. Tao chọn cho tụi bay. Hả? Cái nồi này nè. Hả? Chú Quẹo, chú định trụng nước sôi tụi con hả? Mấy khùng quá. Giờ bốn xác tụi bay chui bằng cái nồi này á. Về đây đi, rỗng chuyện ngày hủ tiếu cho bán phụ mỗi ngày với ổng. Tập trung đi, lo làm người lương thiện. Đứa nào muốn nấu hủ tiếu tao truyền nghề cho. Dạ. Dạ. Rồi con sao? Anh hai. Lại đây. Phát. Trời ơi, tôi còn khổ dài dài nè trời ơi. Nước Việt Nam, nước Việt Nam là nơi ta sinh ra, miền đất sống bằng tình người và ít nhất là chơi cha. Người dân đã sống hài lòng, ai cũng biết nhân nhượng như một khi tức nước bỏ bờ cỡ nào cũng xúc như thường. Dù con phải thêm bước chạy, nhưng sống có nghệ khí khi anh em đồng truyền là luôn sẵn sàng cho kẻ thù trả viện phí. Không công việc. À, mời các bạn bên nhóm kết kê luôn. Sao vậy? Quý vị đang chứng kiến phần hội tụ của giang hồ tứ trụ đó. Wow, thôi thì bây giờ cả ba giám khảo chúng ta đã bước lên sân khấu rồi. Vậy thì bây giờ mình đứng trên đây và nói ra ý kiến của mình luôn. Mời Trấn Thành. Tại sao tôi phải lên tôi bắt tay với bạn là tại vì thực sự các bạn đang đạt đến cái ngưỡng của chuyên nghiệp rồi. Đây thực sự là một kịch bản hoàn chỉnh. Nó là những dạng kịch bản dành cho những live show lớn của những nghệ sĩ lớn. Nó là dạng kịch bản dành cho những đêm chung kết của những cuộc thi tầm cỡ như thế này. Nó là dạng kịch bản mà câu chuyện nó đơn giản, tình tiết nó chặt chẽ và phong phú.
gây được sự thú vị. Quan trọng là các bạn kết hợp rất là thông minh giữa âm nhạc, hình thể, không gian và kỹ thuật biểu diễn của tất cả những bạn trong nhóm được phân chia một cách rất là đồng đều. Cái kết cấu của các bạn nó hài hòa khủng khiếp. Tôi thấy các bạn tập tành rất là kỹ, nội dung tốt, ý nghĩa câu chuyện sâu sắc và nó đánh ngay vào cái trái tim của người khác. Thật sự ra mà nói thì cái người dàn dựng ra cái tiết mục này tôi phải kính nể cái người đó. Tại vì nó không dư không thiếu. Và trong nghệ thuật hay nhất là từ đủ. Cảm ơn các bạn quá tuyệt vời. Thế còn nghệ sĩ Việt Hương, bạn thấy tôi khi tôi chạy lên đây tôi ôm cái người này chứ. Một trong những nghề tôi lại phải cảm ơn các bạn caster, đặc biệt là nữ. Tại vì các bạn biết không, những cái gì mà khó nhất, những cái gì mà chúng tôi không làm được thì các bạn đó làm. Nhưng tất cả những cái gì tốt đẹp nhất thì chúng tôi là người đại diện để nhận cái tốt đó, mà trong khi các bạn cứ như là đằng sau lưng hết. Mà nữ lại là một cái rất là khó khăn, mà các bạn nên nhớ là cái người nữ họ bị thiệt thòi, tuổi thanh xuân của họ sẽ bị mất. Tôi rất là xúc động. Một lần nữa tôi xin cảm ơn nguyên cái đội Catadơn, các bạn xuất sắc, đặc biệt bạn nữ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Kịch bản xúc tích, điều đặc biệt nhất trong một cái vở kịch hài, các bạn đồng đều, dàn trải đầy đủ. Hai cái điểm nhấn sáng nhất trong vở kịch đó là sự lặp lại của một sự kể chuyện của ông bảo vệ và của Tiến Khoa. Hai cái, một cái cực hài đó là kể lại anh móc túi như thế nào, đó cũng là kể về cuộc đời của anh luôn, móc túi. Và cái kể lại một lần nữa đó là hồi tưởng để mất đứa con gái. Hai cái tột đỉnh của hài là bi kịch, mà tột đỉnh của bi kịch là hài kịch. Bạn có đủ hết rồi. Đây là một cái nhóm nằm ở giữa nhưng mà đáng gờm nhất. Các bạn quá xuất sắc, thành công kịch bản để cho một vở diễn chứ không phải đi thi. Chúc mừng đội các bạn. Cảm ơn các bạn và xin mời nghệ sĩ Chí Tài. Tôi nói ngắn gọn thôi. Các bạn đã vừa làm cho tôi cười từ đầu tới cuối và từ đoạn cuối tới đi, các bạn đã làm cho tôi khóc. Tôi chỉ có một ngắn gọn một câu, các bạn quá thành công ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả các nghệ sĩ của chúng ta và mời ban giám khảo chúng ta trở về chỗ ngồi của mình. Chúng ta sẽ hồi hộp chờ xem điểm số của 100 vị khán giả tại làng hài đêm nay dành cho các bạn sẽ là bao nhiêu. Xin mời. Số điểm của 100 khán giả tại làng hài đêm nay dành cho đội Xém Cười là 9,9 điểm. Xin chúc mừng Xém Cười. Ngày xưa, trên một hòn đảo kia, nơi tộc người cổ đại sinh sống, cuộc sống của họ rất bình yên và hạnh phúc. Cho đến một ngày, những kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng độc ác, xấu xa, đến xâm chiếm hòn đảo, khiến cho cây lá, cỏ hoa, vạn vật trên hòn đảo trở nên điêu tàn. Nhưng đâu đó vẫn còn một vị tộc trưởng oai hùng lẫm liệt, tư duy cao siêu, đức độ ngập trời, sẵn sàng đứng lên để bảo vệ bộ lạc của mình. Hỡi cái thần dân của ta, ta nguyện hy sinh tâm thân này để bảo vệ cho các ngươi. Dạ. Hey, mày là tộc trưởng hay tao là tộc trưởng của mày hả? Mày bận đồ với ông nội tao vậy đó. Mày nghĩ là tộc trưởng tao bận đồ với ăn mày, bận đồ đẹp dữ vậy mày? Dạ đâu có đâu. Ha? Phu nhân của tao đâu rồi? Mình ơi, ta ra lệnh cho mình để triệu tập mọi người để cùng nhau bằng cái kháng địch. Mình đã kêu mọi người lại tới đây hết chưa? Thiếp kêu rồi. Bao nhiêu người? Ba người. Cái gì? Ủa bộ tộc tới 300 anh em mà siêu có 3 người hả? À? Nó nấp hết trơn rồi. Sao không kêu ra đây? Thì nó bây giờ là đánh cũng được đó, với điều kiện là cảnh 50. Trời ơi. Ta nói cho em nghe nè, nếu như mà chúng ta không đoàn kết thì không thể nào bảo vệ được hòn đảo này, em hiểu không? Thiếp hiểu. Hòn đảo này nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, bốn bề là biển. Ta sẽ dụ bọn người lạ mặt lên đây, sau đó nổi lửa lên đốt hòn đảo này.
Lúc đó bọn nó sẽ chạy đi đâu? Đúng vậy, mình đốt cái hòn đảo này, bọn cướp sẽ chạy đi đâu? Ừ. Chúng sẽ chạy đi đâu? Đúng. Rồi mình chạy đi đâu? Trời vậy nè, cách này không được, cách kia cũng không được. Ta nói thiệt với nàng, ta không có cách nào để bỏ về hòn đảo này. Thôi bây giờ dân đảo cho họ luôn cho rồi, chứ làm ăn cái gì? Năm xưa trước khi chúa tể chết, có để lại một phương thuốc kỳ diệu cho tộc trưởng, nhớ chưa? Nhờ ngươi nhắc ta lại nhớ về cái phương thuốc kỳ diệu đó. Chị mau lấy ra đi chị. Chào, là phương thuốc kỳ diệu. Vậy là chúng ta được cứu rồi. Hay quá chàng ơi. Đây là những ký tự cổ xưa ông cha ta đã để lại, nhưng ta không biết nó viết và ám chỉ điều gì. Ta suy nghĩ mấy chục năm nay rồi nhưng suy nghĩ không ra. Hay bây giờ không biết làm sao bây giờ. Không biết ai có thể giúp ta giải mã những ký tự bí mật này nè. Có cách thưa tộc trưởng. Ai? Tên tù binh nhóc. Còn chờ gì nữa, kêu tên tụi mình ra đây, nhanh lên. Dạ. Mày có bị điên không mày? Tao kêu mày dắt tên tụi mình ra, cổng ba mày ra đây làm cái gì? Tên tụi mình đâu? Ủa sao dài dữ vậy? Bữa hồi đợt nó bắt lâu lâu đâu có dài dữ vậy đâu. À đây nè, nhốt mấy mươi năm rồi thì phải già, thì phải có râu chứ. Trời ơi. Ủa, nói vậy là ngươi là tên tù binh năm xưa mà ta đã giam cầm đó à? Phải. Nè, bây giờ có chuyện gấp lắm cần ngươi giúp. Ta hỏi ngươi, ngươi có nhớ gia đình của ngươi không? Nhớ. Ngươi giúp ta một chuyện, giải những ký tự cổ xưa này. Nếu giúp ta được, ta sẽ cho ngươi về đoàn tụ với gia đình của ngươi. Này, được không? Đi. Được. Ăn. Ta sẽ giúp cho. Ê nhìn như ông bụt của mày ha, nhìn sợ ghê luôn mày. Đi cha luôn đó. Đây nè, đọc, giải thích cho ta, nó ghi cái gì, ám chỉ điều gì? Đây là muối. Ở trong nước biển có muối. Nước biển có muối hả? Trời ơi, nãy giờ không nói. Em, đi gánh anh hai thùng muối vô đây lại lên. Dạ. Mà em nhớ ra rồi. Bây giờ cái bọn làm mặt cái dây kính cái nơi này, em mà bước ra, chúng bắn em quéo giới tính. Trời ơi, giới tính của vợ ta đã lộn xộn lắm rồi. Bây giờ quéo nữa không ai nhìn ra vợ ta. Bây giờ có cách nào khác mà bây giờ không cần ra biển mà có muối được không? Trong mồ hôi đó. Ủa trong mồ hôi của ta có muối hả? Ừ. Ủa nhưng mà cái gì nó làm sao? Nó mặn mặn. Nhưng mà giờ lấy cái hàng gì trời ơi, đúng rồi. Bây giờ lấy mồ hôi. Lấy của ổng đi. Lấy của ổng đi. Đúng mày. Người sống lâu năm như vậy, mồ hôi của người chắc chắn là chất lượng lắm. Bà bán rồi đây. Hết thời gian rồi, nhanh lên. Dạy hắn rồi đây. Bay đâu? Nổi lửa lên. Đừng. Xong. Xong chưa? Xong thưa tộc trưởng. Xong chưa? Xong. Đưa cho ta. Trời, nàng há miệng ra. Ai giống nước dừa ta? Nó có cái gì ngọt ngọt á tộc trưởng. Cha già, đi ra đây. Gạt tôi phải không? Sao ông nói là muối, là mặn mà thấy tôi uống vô ngọt là sao? Ta nói nhà ngươi đừng có lấy mồ hôi của ta. Tại sao không lấy? Ta bị bệnh tiểu đường. Trời ơi, chết rồi tộc trưởng ơi. Địch tới nơi mà bây giờ ba đứa mình còn bị bệnh tiểu đường nữa là sao mà không bây giờ. Hay đâu? Bao dây chỗ này lại cho ta. Chết rồi, tới rồi. Núp đi, núp đi. Núp đi. Thôi. Ê nhỏ này dự event hay cái gì hả mày ơi? Ai vậy? Bay đâu? Hãy đợi lệnh của ta. Khi nào ta ra lệnh thì bắn. Nó ghê quá. Cái wow. Gì mà ghê vậy? Trời ơi. Chỗ này thật là đẹp. Wow. Khung cảnh thật là hữu tình. Và ta sẽ biến nơi này thành một khu du lịch sinh thái. Nghe cũng được đó chứ. Và đặc biệt là
sẽ giam cầm những con động vật xấu xí đằng sau. Ê! Ê mày! Nói động vật mày hả mày? Mày yếu gái thiệt muốn nói gì đâu mày, mày có chơi tao với mày. Khô máu nhỏng ben luôn là mày. Quỷ trên mặt của đi mày. Mày xấu dữ thần lắm. Xấu mà xấu âm kỳ đi ngục, xấu lục đục da can, xấu tiêu tăng lịch sử. Xấu không kiên cử ngày giờ, xấu bơ phờ thành thị, xấu miệt thị nông thôn. Xấu quỷ thần ôn phải xa lánh hả mày? Mày hàm hồ đi, mày tưởng mày hàm hương còn hàm lửa. Hiện giờ trên đây chỉ có thảo là chỉ có 3 người thôi. Người muốn chiếm rất là dễ dàng rồi. Nhưng ta nói cho người biết, đừng nghĩ có sức mạnh mà lên mặt. Bọn ngươi không xứng đáng để cai trị cái đảo này đâu. Ngươi nghĩ là với sức mạnh của ngươi thì ngươi có thể cai quản cái đảo này được sao? Đương nhiên. Nếu như ngươi muốn cai quản hòn đảo này thì hãy cùng ta chơi một trò chơi. Được, chơi trò chơi chứ gì? Nếu như ta thắng thì ngươi phải giao hòn đảo này lại cho ta. Còn nếu như ta thua thì ta sẽ đi. Được. À, ý ngươi nói là chúng ta thách đố với nhau chứ gì? Đúng vậy. Hãy nghe câu đố của ta. Đây là một câu đố cực kỳ phức tạp. Câu đố về tâm sinh lý. Ta hỏi ngươi, ta có mê ngươi không? Mê. Trời ơi con điên. Trời mày sai rồi, mày ảo tưởng đó mày ơi. Mày sai rồi, mày xấu với ai yêu? Chàng trả lời đi chàng. Mê. Ơi. Ngươi bị cái gì vậy? Suy sụp. Vậy là ngươi đã thua ta 1-0. Trời ơi con này khó quá là. Bây giờ sẽ tới lượt ta đố ngươi. Hãy nghe rõ câu hỏi đây. Ta cho con Lan một cục kẹo, cho thằng Thành một cục kẹo. Hỏi tụi nó có bao nhiêu cục kẹo? Bốn cục kẹo. Bị cái gì vậy? Suy sụp. Ngươi đã thua ta rồi. Ê, ngồi chuyện cái gì kỳ vậy? Thì có bằng hai thôi. Tại sao hai được với hai ngon thì bốn cái bay. Bây giờ ngươi phải giao hòn đảo này lại cho ta. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ngươi làm sao đấy? Đem tên tù binh ra đây cho ta. Tên tù binh ra đây. Dạ. Ông nội. Hả? Con. Nội. Con đã tìm được nội rồi. Ừ. Đi về thôi nội. Ê, sao có mối quan hệ huyết thống đâu đây kỳ vậy mày? Ta nói cho ngươi biết. Thật ra mục đích hôm nay ta lên hòn đảo này chỉ là muốn giải cứu ông nội ta thôi. Ngày xưa, mấy chục năm trước, ông nội ta đi khám bệnh đã đi lạc vào hòn đảo này và đã bị ngươi bắt giữ. Cho nên hôm nay, ta tìm mọi cách để đến đây để cứu lấy ông nội của ta. Thật ra với hòn đảo xinh đẹp như thế này thì ta làm sao có thể phá chúng đi và biến thành một khu du lịch được chứ. Bởi vậy, ta sẽ trả nó lại cho ngươi. Ủa? Bây giờ... ông nội, mình đi về thôi ông nội. Con đã chuẩn bị cho ông nội một vài chiếc du thuyền ở ngoài rồi. Mình về nha nội. Giờ chàng thấy chưa? Sáng con mắt ra chưa? Hả? Những tình cảnh như vậy còn ai bên cạnh chàng không? Hay là chỉ có thiếp? Trẻ thằng ngu này, nhìn kỹ lại đi. Lúc nào cũng ngồi đó trông chờ cái gì đó là muối muối là phương thuốc kỳ diệu hả? Thiếp nói chàng bao nhiêu lần rồi, chàng đâu có tin. Muối cái dụng ý đơn giản đây cha chàng để lại á. Muối là mồ hôi nước mắt, là lao động, là cuốc cẩm cài bừa trồng trọt chăn nuôi. Phải lao động mới giữ được những gì mà mình đang có. Đến bao giờ mới nhận ra hả chàng? Khi những phép màu bề trên đưa xuống cho mình hả? Phép màu ở trong bản thân của chàng đó, chàng biết chưa? Rồi bây giờ mất hết tất cả, thất bại, còn bị bệnh tiểu đường nữa. Cá không ăn muối cá ương. Con cãi cha mẹ là trăm đường con hư. Ờ, tôi hiểu rồi. Hôm nay hoa hậu của bức tranh này là em Minh Dự. Em xấu đẳng cấp. Ở hôm nay La Thành duyên dáng, thông minh, làm cái cột giữ được cho cái sườn rất là tốt. À, mọi thứ nó đều rất là chỉnh chu. À, thiếu chút xíu sự bùng nổ thôi. Vì theo như cái độ của La Thành nha, cái quái của anh ta cộng với lại cái xấu cường độ mà áp suất nó tăng theo cái duyên của cái cô hoa hậu đó trong lòng tôi. Với những cái duyên như thế này thì nếu mà tụi em tập luyện hoàn toàn kể như là như những nhóm khác thì hôm nay là đêm bùng nổ của tụi em. Tôi vẫn yêu các bạn, tụi các bạn quá duyên. Nguyên tiết mục của nhóm Dí Dỏm là Trinh cười từ đầu tới cuối. Còn bác ơi, bác diễn duyên quá. Con không biết là bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 78. 78 wow. Tuổi rồi. Wow. Những cái lời nói của bác rất là chân chất, rất là mộc mạc nhưng mà vẫn khiến con cười. Cảm ơn các bạn.
Và bây giờ thì chúng tôi đang chờ điểm số từ phía giám khảo. Nghệ sĩ Việt Hương 9 điểm rưỡi. Nghệ sĩ Trấn Thành 9 điểm rưỡi. Số điểm của ca sĩ Phương Trinh Jolie sẽ được giữ lại. Và bây giờ sẽ là phần trao điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và điểm số của khán giả tại làng hài dành cho đội dí dỏm của các bạn đêm nay là 9,7 điểm. Xin chúc mừng đội dí dỏm. Có một ngôi trường, ở đó các học sinh đến không để học, cô giáo đến để làm gì nếu không có học sinh? Chúng ta hãy cùng chào đón đại gia đình và xem họ thi như thế nào trong đêm hôm nay. Cô rất vui vì hôm nay cô được dạy tại trường Hoàng gia. Và cũng rất vui vì hôm nay các em đi học đầy đủ. Bây giờ cô sẽ điểm danh nha. Em ơi em nào? Em là Lao Công. Ủa vậy mấy người kia? Tổ Lao Công. Wow, đầu tư dữ vậy đó ha anh. Có tiền mà. Ủa vậy là không ai đi học hết hả anh? Trời ơi, cái trường này trường của đại gia, xây lên làm kiển vậy thôi chứ không có ai đi học hết trơn á. Trời ơi, anh ơi cho em mét nhạc tâm trạng đi anh. Trời ơi, niềm vui sướng của một người giáo viên đã được đến lớp, nhìn thấy các em đi học đầy đủ và đúng giờ, vậy mà chỉ thấy đầu ghế không thấy đầu người. Nhưng một khi tôi đã dạy cái lớp này rồi, tôi quyết định phải lập lại kỷ luật. Em nào nghỉ học tôi sẽ đuổi. Đuổi cô trước á? Sao đuổi em vậy? Cô biết trường này ai xây không? Thợ hồ. Ai đưa tiền cho họ xây? Chủ đầu tư. Đúng, mà không phải một chủ đầu tư, có nhiều chủ đầu tư. Họ là những người bạn rất thân. Dạ. Nhưng không ưa nhau. Ủa? Thân mà sao không ưa nhau vậy anh? Vì giàu quá nên không có ưa. À, giàu quá không ưa nên gọi là thân ai nấy lo. Đúng rồi. Dạ. Nên họ đã quyết định xây lên ngôi trường này. Ủa tại sao mà không ưa nhau mà lại còn xây trường chung vậy anh? Để đua coi ai giàu hơn. Và từ đó ta tên trường là Trường Đua. Wow. Trời ơi, hay quá anh ơi. Bây giờ em mới phát hiện ra cái lịch sử của ngôi trường này. Dạ. Trời ơi, vì đua nhau xem ai giàu hơn mà xây ra trường đua. Dạ, đúng như rồi. Vậy là có tiền là có tất cả sao anh? Được. Tiền là vợ, là sức mạnh của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vật, là cái lòng đã che thân, là cái cân của công lý, là cái ý của người giàu. Nói chung, có tiền là có tất cả. Con cháu của chủ đầu tư. Học trò tôi. Dạ. À, các em à, các em là học sinh, chỗ của các em không phải trên mặt bàn mà là dưới ghế, ha. Em nữa, đi học ăn mặc hở hang như vậy sao? Trời đất ơi, cái trường chứ đâu phải cái chợ đâu. Đây là cái bàn giáo viên, sao em ngồi lên đây? Vô lễ. Alo, ba ơi. Má ơi. Ngoại hả? Dạ. Đuổi. Xong phim. Em, mặc cái áo này đẹp nè, trời nóng mặc vậy cho mát, tốt đó. Còn em nữa, mình đi học mình đem theo nhiều tiền phòng thân, giỏi. Chắc có lẽ là em bị cận đúng không? Mình ngồi đây mình có thể dễ thấy bảng của giáo viên hơn đúng không em? Thôi được rồi, bây giờ chúng ta vào lớp học nha. Thôi học làm gì? Ba em nói chỉ cần vô đây nè, điểm danh là ông sẽ mua cho em chiếc máy bay. Em cũng xa lắm, ở
bởi vậy cho em làm chủ của mấy cái mỏ dầu ở bên Á Rập đó cô, để kiếm xăng cho mấy bàn này chạy. Wow. Trời ơi, dạ. Ê, bạn thân không ưa ngoại ơi, ngoại cho con làm chủ của cái sân bay. Máy bay nó bay một hồi hết nhiên liệu con nhỏ này, không có sân bay con sao nó đã nó nổ banh xác hai con nổ này. Ngoại ơi, ngoại ơi. Con kia mày rủa ai vậy hả? Tao rủa mày á. Men dữ. Em ơi, chung lắm. Wow. Trời ơi. Ôi. Trời ơi. Tiền mày mày dò mày quăng như vậy đó hả? Nhiều mà. Tao lấy vàng. Tao chọi mày nè. Chọi mày nè. Mày la hả? Mày mày chọi tao. Chọi hả? Mày chọi tao hả mày? Chọi tao hả mày? Trời ơi. Anh ơi, chỗ này không có tâm trạng anh ơi. Em đang bức xúc. Cuối cùng là các cô, các cậu có coi tôi ra gì không? Không. Coi như tôi chưa nói gì đi. Mày hả? Lấy tao mày. À, trời ơi. À, mày ngon hả? Dạ. Trời nè. Dạ. Mày ngon hả? Mày ngon chưa đấy? Trời không. Các em nói rằng các em giàu lắm đúng không? Đúng. Giàu là cái gì cũng có đúng không các em? Đúng. Đúng. Vậy mà theo tôi nghĩ rằng có một thứ các em không có. Cái gì? Bằng cấp. Có bằng cấp đi rồi nói chuyện với tôi. Tưởng gì? Mua bằng. Trời đất ơi, ngoại tao chào giá mua cái bằng 300 triệu. Má tao chào giá 500 triệu. Ba tao chào giá 1 triệu. Mày đấu giá ngược hả? 1 triệu đô. À mày ngon, khỏi gọi luôn. Tao 10 triệu đô. 20 triệu. 1 tỷ đô. 1 ngàn, 100 triệu. Nè tao chờ hết luôn. Ê, hình như là cô thấy mình giàu quá, cái hình như là cô bị tưng rồi đó. Ê, bà cười là bà bán bằng. Bán đi cô, bây giờ cô bán bằng đi nè. Bán đi, em có hết rồi cô. Bán đi cô. Tao đâu phải là cô. Ủa, vậy chứ là ai? Tao là cô. Hả? Cô là sao? Tao không phải là cô, nhưng mà tụi bay vẫn phải kêu tao là cô. Tại sao? Tao tên Trần Thị Cô. Giáo sư, má tao là viện trưởng, sinh tao ra có chỉ số IQ vượt xa loài người, nên tao có quyền dạy tụi bay. Ê, nhưng má tao bỏ tiền để xây cái trường này nha. Gia đình tao cũng có. Tao hùng nhô nhiều nhất đây nè. Còn gia đình tao, chủ tịch hội đồng quản trị. Hả? Trời ơi, thầy cô đâu mà không đưa. Trời ơi, đưa cái con cô hồn nó dạy mình không được đâu. Thầy cô ơi, thầy cô ơi, thầy cô ơi, thầy cô ơi, thầy cô ơi. Gì vậy? Ai vậy? Hỏi Kim, ở trường này không có thầy cô giáo nào dám vô đây dạy của mấy người hết trơn. Còn cô nha, mém chút xíu là tôi bị cô lừa rồi. Quậy quá mà. Và tôi cũng thông báo cho các cô cậu được biết, cái trường này sắp giải thể. Ủa, sao giải thể? Để làm nhà thương điên. Hả? Trời ơi! Hôm nay các bạn có một cái ý tưởng kịch bản rất là tốt. Tôi rất thích cái này, nó thời sự. À, thường mà làm hài thì mình có tính thời sự vô ha. Các bạn chào xưng. Thật á là tôi mong chờ hơn. Nhưng mà tôi nghĩ đây là áp lực ngày đầu mở màn, ngày đầu chào, cho nên là không đòi hỏi gì thêm. Nhưng hãy thật cẩn thận. Các đội khác rất khủng, các bạn hãy cẩn thận. Nhớ nha, nhẹ nhàng như cung đàn, nhưng phải chặt chẽ từng miếng một. Tôi thích cái ý tưởng hài của các bạn vô cùng. Bởi vì cái ý tưởng nó rất là hay. Cái hài kịch á là nó phải gần với thực tế nhất. Nó phải nói chuyện đời nhất có thể. Cô giáo là cái người làm được chuyện đó. Tôi thấy là bạn cô giáo, bạn diễn rất là đời.
các bạn cố gắng làm sao cho nó đời nhất có thể, là cái hiệu quả nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và chỗ Trinh cũng thấy rất là dễ thương, cười, nhưng mà chưa thật sự gây ấn tượng lắm. Hy vọng là mọi người sẽ có thêm lửa nữa vào những vòng sau. Và bây giờ sẽ là điểm số của giám khảo dành cho đội các bạn, đội Đại Gia Đình. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương, 9.5. Nghệ sĩ Trấn Thành, 8.5. Số điểm của ca sĩ Phương Trinh Jolie sẽ được giữ lại. Và bây giờ sẽ là phần trao điểm của 100 khán giả tại làng hài của chúng ta hôm nay. Xin mời. Một 100 vị khán giả tại làng hài đêm nay đã quyết định dành tặng cho đội Đại Gia Đình. Các bạn sẽ nhận số điểm là 9,1 điểm. Xin chúc mừng. Gõ cửa trái tim van em được, dù tình xót đau mồ hôi với chiếc bao, nỗi niềm mắm sắt sao. Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Dạ, dạ, qua đây đứng dạ. Mày qua đây. Gì vậy má? Tao không cho mày đi tập với nó, sao mày đi hoài vậy mày? Sao mày dạ, trốn dạ, nhà? Má mưa con mẹ này. Trời. Mày biết không, hồi xưa đó mày yêu tao. Tao chê bà xấu, cho nên bà hận tao tới bây giờ đó, mày biết không? Thôi ba hay quá, dạ vậy ba về đi ba. Quỷ già đu thùng thiết, ai mê ông? Tôi yêu ông hồi nào, hả? Thôi đồ... mà má, thôi mà cứ gặp mày nhau là cứ gây. Đồ cái thứ đàn ông gì đâu mà yếu đuối, ẻo lả. Trời ơi, mày coi nè, nè, cái tướng cao to vậy đó. Mà hồi xưa nha, tao hẹn chả đi chơi, tao làm mặt thiệt là đẹp, tao chờ chả tới chả nhìn tao khen. Ai dè mới vừa đụng mặt nhau cái chả té xỉu cái rầm. Trời đất ơi, tôi tưởng đâu mê nhàn sắc tụi ông xỉu. Ai dè nhìn lại đạp trúng con dáng té xỉu. Thằng bạn gái gì mà đẻ lợt cuối giờ. Bởi vậy thầy phong thủy nói đúng lắm, cái đàn bà mà lanh lảnh hơi đồng không hại chồng cũng sát con. À, thôi hại em đi. Hỏi tên có ở địa ngu si thời dài. Đừng đùa giỡn với hiểm nguy, không biết sống chết là chi. Quần ông ốm nhách cao nhồng, xuồng nhà ông cái lụng cái hư. Còn quân bà mặc ú lùng xịt, làm sao xứng với con ta. Hãy nhìn thẳng mặt tôi rồi rút kiếm ra cùng ta giao đầu. Mà đừng võ nạt tất công, đậu thì đậu chai ngán chi ai. Mời bà xuất thủ. Sơn ca. Sơn ca ơi, chốc lát nữa đây, một trong hai ta sẽ có người gục ngã, kẻ còn lại sẽ cúi đầu buồn bã tiếng người đi vàng. Mạnh quá. Cái gì vậy? Cãi nhau nữa à? Sao vậy? Sao gặp nhau là cãi nhau? Cuộc đời có bao lâu? 60 năm. 20 năm đầu sống không có gì vui vẻ, 20 năm sau suy nghĩ làm sao cho bớt sầu dương. Để chi 20 năm cuối chết cho trọn vẹn hả? Dành thời gian để làm gì?
suy nghĩ ý tưởng cho ấp hài trải hội, đem lại tiếng thơm cho ai? Không phải cho bạn, không phải cho tôi, cho nhóm đơn ca tài tử Đồng Dao. Một chương trình mà ba muốn gánh tham gia, nếu không đoàn kết là rớt hết. Tóm lại, tất cả chúng ta phải đoàn kết. Đoàn kết, đoàn kết. Đoàn kết sẽ đi đến thành công. Thành công, thành công. Tinh thần đoàn kết sẽ không bao giờ thay đổi. Thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi. Hả? Sao rớt một nhịp vậy? Rõ chưa? Rõ. Dạ, rõ. Dạ. Khổ quá mà. Tôi chỉ là người phụ trách văn nghệ trong ấp thôi. Vì mọi người mà. Tại sao vậy? Tại sao lại gặp nhau lại cãi nhau? Cuộc đời có 60 năm thôi. Nữa hả? Nó đi nói lại con ý hả? Tức quá mà. Cái lộn hoài như vậy thì làm sao mà tập? Không tập thì làm sao mà thi? Khỏi tập, khỏi thi. Nha tài trợ. Phật. Gì vậy? Dạ. Đang đi chợ nghe tiếng chuông, tưởng đâu là đi chùa. Kìa, bỏ nhạc chuông đó nha mày. Vua ca ơi, mùa xuân đã đến thấy chưa? Mà canh em trao nghiêng giữa khung trời giông bão. Vua ca. Dạ, trong mặt bây giờ. Dạ, xin giới thiệu với mọi người nhà tài trình chính của ấp Đồng Dao, đại lý vật tư nông nghiệp Vạn Thọ. Sao cứ lẻo đẻo theo tôi hoài vậy? Tại em yêu anh. Tôi có ở đâu yêu? Tại anh lạ. Em thì độc, cho nên em thích khám phá những gì độc lạ. Anh ơi. Thôi. Bà phá tôi cho bà khám cái gì? Vậy thôi anh ơi, khó quá bỏ qua. Vậy thôi mình tính dụng cho nghệ với anh. Khỏi tính, khỏi tập, khỏi thi, khỏi tài trợ. Sao? 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 Gì? Tôi không thích cái cặp đào kép đó. Ê, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tôi chỉ tài trợ với một điều kiện, có em Hằng là không có thằng Dương. Hả? Có thằng Dương là không có thằng này. À, thì ra nhóm đơn ca tài tử Đồng Dao lộn xộn là bởi Vũ ca. Phải. Mới nhiêu đó thôi đó. Mà cái xóm này nhiều chuyện độc địa lắm. Vô ba cái gì hả? Thọ, hãy đợi đây. Bây giờ thì mời chị Việt Hương đứng sẵn nói luôn. Bạn là ai mà bạn rớt vô đây? Bạn cực kỳ duyên dáng. Bạn đúng như lời bạn giới thiệu, bạn rất là độc. Đó là tôi làm quá rồi. Dạ em là Thúy Loan ạ. Dạ em là diễn viên cải lương. Quá duyên dáng. Bên cạnh Thúy Loan là một con người mà tôi yêu mến, đó là chị Quỳnh Hương. Hương học bên cải lương mà ngày xưa phải cất giọng hát lên là ở dưới đây tôi rụng nụ. Chị hơi bắt khủng khiếp. Hát một câu đàng hoàng cho mọi người thử. Tôi cũng muốn quên làng tình xưa để chung vui. Trời đất cũng vô tình khơi lại nỗi niềm đau. Ngoài kia trời lất phất hạt mưa cho mấy con ve nhỏ cất tiếng kêu sầu. Ngừng rơi trong gió như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tim sâu. Hôm nay đội này quá đáng yêu. Và cái đoạn đầu thì nó hơi, em nói thật là nó hơi bị cũ. Tại vì cái tình tiết là hai gia đình rồi hai đứa con hẹn nhau này nọ thì nó hơi bị cái mô típ này nó không có mới. Thì cái đoạn sau bắt đầu mới vui trở lại. Chứ hôm nay là thật sự là em rất là ấn tượng chị Loan. Khâm cũng duyên dáng và hy vọng lần sau mọi người sẽ chặt chẽ hơn. Tôi vẫn yêu cái cốt hài của Quỳnh Hương với anh Duy Mỹ tội nghiệp. Đóng vai hỗ trợ mà phụ mà làm quá trời luôn, cưng quá trời ơi. Máu nghề chị vẫn còn dồn trên não đó, bứt cọng tóc là bà phụ trên tới trời. Rất là dễ thương. Vừa được nghe anh chị hát
để tặng cho em và anh Trấn Thành và chị Việt Hương nè, rồi được cười thoải mái và thả ga với lại khán giả ở đây, thì em nghĩ là em rất là cảm ơn tiết mục của nhóm Đồng Dao ngày hôm nay. Và chúng tôi chờ đợi giám khảo giữ lời hứa của mình. Nghệ sĩ Việt Hương, 10 điểm. Nghệ sĩ Trấn Thành, 9 điểm. Số điểm của ca sĩ Phương Trinh Jolie sẽ được giữ lại. Và bây giờ sẽ là điểm số của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và điểm số của khán giả tại làng hài dành cho đội Đồng Dao đêm nay sẽ là 9,6 điểm. Xin chúc mừng Đồng Dao. Quý bà con thân mến, không khí làng hài của chúng ta đã sôi động lên với đội chơi đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta hãy chào đón đội tiếp theo. Sói ca, 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 sói ca. Hey, Tình ơi, làm trưởng làng bao nhiêu lâu tới từng tuổi này là được gọi là sói ca. Đâu có. Hả? Mặt anh như con ma sói ca gì? Sói ca đi nè. Sói ca, sói ca, sói ca. Sói ca gì cứ chéo vậy cha? Anh có thấy cái ca nào mà bự không? Chừng nào mà xoái thao hay xoái xô nó mới bự. Nè, dám chê tôi hả? Mấy em cách mắt. Ê, ê, ê. Thôi, đi mấy đứa. Sói ca, sói ca. Vậy là làng tôi có một cái đoàn hát mới tới rồi. Để coi họ như thế nào. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vợi vợi, 20 năm cuối là bao. Trời ơi, cái gì mà ồn ào dữ vậy? Đi vô, đi vô, đi vô. Để chị bánh. Trời ơi, cái thằng kia cởi ra. Trời ơi, mày lột áo con tao ra thằng dạ. Con nàng. Cái gì vậy hả? Mày bận lòng áo vô ơi. Mày bận áo con tao vô lông lá rớt tùm lum. Mày dẹp vô cho tao. Còn quý này nữa. Dạ. Công chuyện mày xong chưa? Dạ mà xong mày, rồi. Mày xong rồi, mày hay lắm ha. Mày thử micro chưa? Đương nhiên là rồi. Test âm thanh chưa? Dạ rồi. Chỉnh lại đèn chưa? Dạ rồi luôn. Mày đi khiêng bục đi. Thiệt đó, con không hiểu luôn á, tại sao dì cứ lăng xê anh Phạm Huy trong khi ảnh thực sự là hát không có được, trong khi anh Quy Nam vừa hát hay vừa đẹp trai vừa nhảy giỏi, giờ ông lăng xê đi. Chừng nào nó làm ông nội tao rồi tao bỏ tiền ra tao lăng xê cho nó ha. Hồi xưa tao thấy nó cũng có tài, tao mới nói với nó là thôi ông mấy làm con nuôi của dì đi, rồi dì lăng xê cho. Cái nó trả lời tao làm sao? Con nào dì nuôi mà dì không ăn? Đó. Trời ơi, Quỷ. Dì ăn hiếp người ta hoài à. Mày thôi nha. Tao nói mày thôi, công chuyện mày lo xong chưa ở đó? Mày cà ràng ở đây, bán vé chưa? Vé đã cháy. Đã cháy. Vậy bà nội, thì cái cùi vé bị cháy đó. Trời đất ơi. Trời đất ơi, thì ra là bán cháy vé là không hết vé mà là bán cái cùi vé nó cháy rồi. Bình tĩnh, con bán xong vé rồi con mới đốt cái cùi. Trời đất ơi, con quỷ là con hết hồn. Con bán được tới 103 vé luôn đó. Thì thanh thần thiên địa ơi, tôi làm cái đoàn này á 20 năm nay chưa có đêm nào bán được 20 vé. Vậy mà đêm nay bán được 103 vé. Sao hay vậy con? Tại đây là đêm đầu tiên á mà con cho người ta vô coi chùa đó. Là sao? Con hỏi gì nha, bây giờ có phải là dì bỏ tiền ra dì lăng xê anh Phạm Huy là muốn ảnh được người ta biết tên đúng không? Thì đúng bây giờ con vậy. Cho người ta vô coi cho nhiều thiệt là nhiều người ta mới biết tên ảnh. Ừ. Đó, bây giờ ai mà không biết tên ảnh, người ta canh hết, đêm nào mà có tên của ảnh là người ta không đi coi luôn á. Nè nghe, cái nhiệm vụ chính của mày sao mày không làm? Nhiệm vụ chính gì nữa? Trưởng fan club. Chết cha, quên, chờ con một chút. Mấy đứa, ra luyện thanh. Gì đâu không. Mình đã ăn lương fan club rồi, cho dù dối lòng mình cũng phải làm. Luyện thanh. Hey 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 hey. Tụi bay làm gì cười hì hì vậy? Con kết hợp luyện thanh với lại sướng tên anh Phạm Huy, có sáng tạo tăng lương. Phạm Huy, Phạm Huy, Phạm Huy, Phạm Huy, Phạm Huy, Phạm Huy, Phạm Huy. Thôi, bớt chợ. Ờ vậy đi. Vậy đi. Thì bay thiệt tình. Con. Trời ơi mệt lắm không con hả? Ngồi ngồi đi con. Ngồi đi con ha. Nè, tập trung đi.
Tôi không có nhiều thời gian đâu. Má xin lỗi con. Mít, nhanh đi. Dạ, cái mít cần ngô. Dạ. Đây, để má thử cho con. Đây. Alo, 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 alo. Ê, thêm miếng echo đi. Alo, alo. Alo, được rồi đó, âm thanh tốt rồi đó. Rồi, tất cả sẵn sàng nha, tụi con chuẩn bị la lên nghe chưa. Dạ. Đó, âm thanh sẵn sàng, ánh sáng sẵn sàng, fan club sẵn sàng. Hát, hát đi con. Trời đất ơi, tại sao cái mic yêu thích của anh mới bay đâu? Tại sao không đem ra, hả? Tại sao tới bây giờ vẫn chưa đem ra? Cái mic của anh về đâu? Mic kìa. Thiệt tình luôn á. Hả? Bớt chợ nha, tôi không có nhiều thời gian đâu, tập trung đi. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm cuối là bao. Ơ, là thế, đời sống không là bao. Ơ, là bao, đời không lâu là thế. Thôi! Ơ, gì? Trời ơi, má dặn con làm sao? Dặn gì? Má nói là cái đoạn nào mình hát không nổi á, là con mới đưa cho fan club, nhờ fan club hát giùm. Dạ. Ừ. Vô. Nguyên cái bài này không có khúc nào tôi hát được hết trơn á. Hát? Tại sao hát không được? Tại má chứ tại ai? Tôi nói làm sao? Tôi hát không có hay, tôi không có đam mê nữa thì làm sao tôi thành công, làm sao tôi nổi tiếng được? Nói chung á, tôi không có thích làm ca sĩ, tôi con, mới thích hát. Khoan đã, con. Trời đất ơi, nhưng mà bao nhiêu lâu nay á, là má đã đầu tư biết bao nhiêu là tiền của cho con, thấy không? Để lăn xê con trở thành ca sĩ, và con đã nổi tiếng rồi mà. Tôi nói rồi, tôi không có thích hát. Vậy chứ bây giờ con thích cái gì? Tôi thích mắc cúp. Trời đất ơi, tôi nói má nghe, má cứ để cho tôi sống theo sở thích của tôi. Nè nè nè, thấy chưa? Nhìn cái mặt của má kìa, sao cái màu son này không có hợp với má đâu nha. Nè nè, để chờ tôi một lát. Đây nè, cái mặt má bị nồng quá, hiểu không? Hả? Đánh khối hai bên chút xíu. Đó, thấy chưa? Được liền. Nè, trời ơi, làm hậu đài đó, mình làm nghệ thuật ở trong cái môi trường nghệ thuật. Mặt mồ hôi quá, đi chậm về một cái đi. Trời còn mấy đứa fan nữa. Mặt mày, con bé này trang điểm hơi lố, con kia cũng hơi môi hơi lố kìa. Bữa nay con ráng hát giùm má một suất nữa đi, rồi cái chuyện này mình tính sao? Bữa nay mình bán được 103 vé rồi con, nghe. Cái gì? 103 vé. Hôm nay bán được 103 vé. Ờ, 103 vé. Đúng vậy. Để dành hát luôn đi má. Thôi đất ơi, má nghĩ sao vậy? Cái tật tôi mà gặp khán giả đâu mà tôi cà lâm sao hát được. Ráng đi con. Không ráng đi con. Bây giờ tôi không có ráng đâu. Bây giờ má cho tôi sống với đam mê của tôi, sống với cái nghề của tôi mới chịu lận. Con ơi, tôi không có hát đâu, con ơi, trời ơi trời, nếu mà đêm nay mà khán giả người ta đập cửa, người ta đòi trả vé lại một cái, là cái đoàn này ăn mày, tan nát hết, giờ tính sao đây? Gì? Để tụi con tính! Em ơi có bao nhiêu, có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu, 60 năm cuộc đời, có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu, 20 năm đầu, có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu, sung sướng không bao lâu, có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu, 20 năm sau sầu vương cao vợi vợi, 20 năm cuối là bao. Là thế, đời sống không là bao. Là bao, đời không lâu là thế. Được bao năm ta sao mà yêu nhau. Cái cách các bạn đặt ra cái vấn đề hài hước á, cái cách nhìn hài hước của các bạn nó hơi thô sơ. Có nghĩa là mọi thứ nó vẫn ổn, diễn vẫn dễ thương, chỉnh chu, tập tành đàng hoàng. Nhưng vấn đề là chúng ta diễn hời hợt quá. Mình là vòng thi, cho nên tuần này mình nhấn cho bạn này, tuần sau tới bạn kia, bạn này. Mà cô em đang giải quyết quá nhiều vấn đề trong vòng 7 phút. Chưa kịp tiếp thu con bé này đang coi, nó thích quá cái nhà qua bà này. Bà vô cái miếng cái ché trái, cái hoàng hàng này. Mà bốn bạn đều hay hết. Đầu tiên Trinh rất bất ngờ với lại Huy Nam. Bạn Huy làm Trinh cười hai ba lần luôn. Khán giả thì cũng có cười nhưng mà không có tạo một cái hiệu ứng nhiều. Chúc các bạn sẽ có những cái phần thi sau tốt hơn ngày hôm nay. Xin cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Và bây giờ là phần cho điểm. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương 9 điểm. 6 điểm từ nghệ sĩ Trấn Thành. 8 điểm rưỡi. Số điểm của ca sĩ Phương Trinh Jolly sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ là phần trao điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. Xin mời.
Điểm số của 100 khán giả tại làng hài dành cho đội Hồn Nhiên của các bạn đêm nay là 9,2 điểm. Xin chúc mừng đội Hồn Nhiên. Tự nhiên hẹn ta ra đây à? Trời ơi, Hoa Phượng. Những chiếc gió xe chờ đầy Hoa Phượng. Những chiếc giỏ xe chở đầy Hoa Phượng nở. 300 môi tình. 300 là gì vậy Đen? Là ngủ. Ngủ ý gì vậy? Đơn giản để không ngồi. Nhìn kỳ quá hả? Phượng, với không gian lãng mạn như thế này, chúng ta hãy cùng nhau dạo một vòng để tâm sự nha. Đang đi đâu vậy? Đi lấy xe. Dạ, cảm ơn chú. Đi Phượng. Lên. Lên đi. Phượng trèo lên nha. Ừ. À không. Đi nha. Phượng ơi. Hả? Đi xe đạp chứ phải xe đò mà ngồi băng cuối vậy em. Để tự xích lên. À, nhúng dữ vậy. Đường sốc quá. Trời ơi, tưởng tượng tới quá. Mình đi tiếp nha. Chết rồi Phượng ơi. Hả? Đường này đường một chiều cấm xe đạp em ơi. Đi quay lại đi. Vòng lại nha. Ừ. Đen ơi. Hả? Mình đi đường khác được không? Ủa sao vậy? Đường này đẹp mà. Đường này không ai nhìn thấy mặt Phượng. Ủa? Ờ vậy vòng lại xin vòng. Ê. Tới rồi đó. Phượng à. Đang làm gì vậy? Ờ chống tay lên xe đạp á. Đang tưởng tượng sâu quá à. Ừ, như vậy mới vừa với Phượng chứ. Cái gì vậy Đen? Thằng kia lấy chiếc xe đạp của Đen luôn rồi. Nhưng mà thôi bỏ qua chiếc xe đạp nhảm nhí đó đi. Ừ. Hả? Ừ. Phượng biết là Đen thích Phượng đúng không? Ừ. Mấy cho hôn cái được không? Thôi. Cho hôn một cái thôi mà. Thôi. Một cái thôi. Thôi. Sao vậy? Một cái không chịu, hai cái mới chịu. Trời. Trời ơi, mày tưởng tượng hay quá Đen ơi. Tưởng tượng hay kia tôi làm gì nữa. Không phải đâu, cái đó là tưởng tượng thôi em hiểu không. Tôi mà gặp Phượng thì tôi nói không được một câu nào đâu. Không có giống như Phượng Thương dễ dời là ông nhìn thấy đâu, tôi nói thiệt á. Mày nhát gái, sao mày cua gái. Tôi không biết nói sao nữa, mỗi lần gặp Phượng là tôi như con gà mắc tóc á, tôi nói không được gì hết trơn á. Tôi mới kêu ông ở đây giúp tôi á. Tôi phải làm sao cho Phượng hiểu cái tấm lòng của tôi nè. Bây giờ thời này cua gái phải có kỹ thuật, hiểu không? Có. Con gái bây giờ nó không thích cái gì đơn giản đơn điệu quá đâu. À. Mày phải diễm lệ lên. À. Ngôn tình lên. À. Lãng mạn lên. Mày muốn như vậy mày phải soái ca lên. Ủa chứ nhìn tôi không ra chất soái ca à? Đâu mình làm sao soái ca đâu. Xem nè. Ừ. Khi mà tôi gặp Phượng, tôi sẽ vuốt tóc tôi. Đó đó, ít ra phải như vậy đó. Ừ. Nhìn thẳng vào mặt Phượng, tôi ngốc ngốc ngốc. Cái đó là chó sói, không phải sói ca. Khó quá à, thôi thì tao không biết, làm màu chứ thôi. Mệt mày quá. Mấy ông chỉ đi kêu ra giúp tôi mà không cứ nói hoài. Bây giờ thầy chỉ nè, bây giờ nói mày dốt lắm, khờ lắm. Hả? Làm mày cũng không có tưởng tượng được. Tao thực tập cho mày luôn. À, sao? Ừ, làm thiệt đấy nha, tao tưởng tượng ra Phượng ngang. Phượng hả? Phượng nè. Ờ, Đen hẹn Phượng ra đây là để Lan nói là Đen đi về nha. Trời, mày gặp tao mà không nói mày đi về. Ba nhìn ba xấu giả mang luôn á ba.
Ba xấu có đặt cọc trước luôn á, thiệt xấu thấy sợ luôn á. Bây giờ mày phải tưởng tượng lên, tao biết tao là không có đẹp được, phải tưởng tượng. Làm lại đó. Rồi. Anh đang có gì muốn nói với em không? Phượng à. Sao nè? Bị hô lâu chưa? Tao hô. Tao không có đi niềng răng, tao để dành tiền tao chữa bệnh vô duyên cho mày. Trời ơi, sợ mày thiệt đó. Ôi nói thiệt với ông luôn á, ông làm Phượng tôi không thể nào mà chấp nhận được luôn á, cái hình ảnh này luôn trong đầu tôi thiệt á. Mày mặc tỉnh là tao đẹp đi. Bây giờ này làm ơn nó dịu dàng thức tha xí đi, nhìn thấy ghê quá hà, dịu dàng thức tha xí đi. Lại nè. Bây giờ thôi bỏ đi, không làm đâu. Mày tưởng tượng tao đẹp đi. Thôi nghe nè, Phượng gần ra rồi đừng có tưởng tượng nữa. Bây giờ gấp lắm rồi đúng không? Làm luôn đi. Làm luôn hả? Mày làm như tao nói không? Có tao chuyện bây giờ thủ hết chưa nè? Rồi. Thơ nè. Rồi. Hát nè, cái gì mà bất chấp hết yêu nhau đó. Rồi cái bài đó tôi biết. Rồi bao nhiêu chiêu trò mày xấu hết cho tao. Rồi. Nhớ nha. Rồi. Tao phía sau này nè. Tôi yểm trợ làm hậu phương cho mày. Cảm ơn. Anh Đen ơi. Làm đi nha. Đen. Đúp. Đen. Đen. Phượng. Kêu tôi ra đây có chuyện gì vậy? Sao Phượng ra lâu vậy? Thì tại tôi phải mượn chuyện nhà xong rồi tôi mới ra đây được chứ. Thật sự là tôi để ý Phượng lâu rồi. Bà con hàng xóm người ta cũng nhìn, người ta cũng nói tụi mình xứng với nhau đó Phượng. Vậy hả? Ừ, ai cũng nói hết tụi mình rất là xứng với nhau. Người ta nói hai đứa này là cá mè một lứa hay là đó. Gì? Đang nói gì vậy? Ý là hai đứa xứng á, hai đứa bằng nhau, hai đứa một cặp á. Tào lao đi con, vô vấn đề chính đi con. Mình vô vấn đề chính nha. Thì đang nói đi. Đứng chờ xí đi. Đi đâu ạ? Đứng chờ xí đi. Là nắm tay nàng chỉ lên bầu trời làm thơ. Phượng à, đưa tay đây. Đưa tay đây. Nhìn kia. Mặt trời hôm nay sáng quá. Mặt trời hôm nay sáng quá. Cho đàn hôn lên má. Đang kỳ quá à. Đó vô rồi đó, vô tiếp. Mặt trời hôm nay mới nhú. Cho đàn hôn lên. Đang nói cái gì vậy? Hả? Tôi đi về à? Phượng đừng có về. Tao cho mày nhú ha. Phượng phải chờ tôi xíu nha. Tôi đi về á. Chạy xong rồi. Trời ơi, mày khùng quá. Mày khùng hả? Bà khùng hả? Vậy? Trời ơi, con điên. Con điên. Vậy? Để chửi tôi hả? Mày làm cái trò khỉ gì vậy? Cái gì? Trò khỉ quá. Hả? Hả? Trò khỉ quá đi. Đang chọc ghẹo tôi đúng không? Được rồi, đang quá đáng lắm. Tôi đi về. Quay, quay đây. Nè thôi, dẹp luôn đi. Dẹp luôn đi, khỏi làm nghị khổ cô gái đi. Coi như ra là con sông là sao? Đơn giản quá mà. Mình đừng có nhìn tóc gì hết mày nè. Mày cua con Phượng đúng không? Đơn giản thôi. Lại nắm lấy tay Phượng. Phượng, anh yêu em. Em có yêu anh không? Như vậy thôi làm không được mày. Đó, làm tiếp đi. Cái gì vậy ba? Ba làm cái gì vậy ba? Ta xin lỗi. Ta kiềm chế không có nổi. Ê Phượng, coi như chưa thấy gì nha Phượng. Anh Đen, cái gì đây? Anh Bạch, anh bước ra đây đi. Hả? Phượng ơi. Anh đang làm trò gì vậy? Hả? Tôi ngậm rơm nè, không thấy nè. Ai bày ra cái trò này? Không phải đâu, tại vì tôi thương Phượng, tôi muốn bày tỏ cái tôi dành cho Phượng, nhưng mà tôi không biết nói sao, tôi mới giờ. Thương thì nó cứ nói là thương, mắc gì phải làm mấy cái trò này? Tại vì tôi... Anh Bạch, anh bày ra mấy cái trò này làm gì vậy hả? Nó muốn cua Phượng, thì tôi bày trò cho nó cua Phượng đó. Nhưng mà sao anh biết tôi thích những cái trò này? Thì tôi thấy con gái bây giờ thích gì ngôn tình lãng mạn, thì tôi tưởng đâu Phượng cũng thích. Anh sai rồi, con gái á chỉ thích cái gì mộc mà chất phát mà thôi. Anh Đen á, trước giờ á là người thật thà, không có biết mấy cái chiêu trò này đâu. Vậy mà anh chỉ cho anh chi vậy hả? Còn anh nữa, anh coi lại mình đi. Anh nói anh hiểu con gái lắm hả? Vậy anh hiểu tôi cái gì? Nãy anh nói cái gì? Anh giỏi anh nói lại coi. Nãy tôi nói á là anh yêu Phượng. Phượng có yêu anh không? Có.
mỗi lần á ra quán nước của bà Tám á hả, nhìn thấy hai người là tôi cười với anh không, mà anh không có cười với tôi, anh đã đen cười với tôi không à? Mà tôi đâu có muốn anh đen cười với tôi đâu, tại vì tôi đâu có thích ảnh. Nhưng mà tôi không có dám nói thẳng mặt ảnh, tại vì tôi sợ ảnh buồn. Ủa chắc bây giờ không buồn đâu. Còn bây giờ tôi nói tôi thích anh á. Thích sao giờ mới nói? Ủa? Người ta con gái, người ta mắc cỡ mà dám nói. Nghe nè, cái gì? Thôi đi, để tao nói chuyện. À, thì giờ tôi cũng nói là tôi cũng thích Phượng á. Vậy sao không nói với người ta? Tôi cũng mắc cỡ, tôi không dám nói. Thì phải nói mới biết người ta thích được chứ. Đưa cái mặt ra đó đi. Con nít con nôi. Người ta đang nói chuyện mà. À, không mấy giờ mình cũng biết về đó. Cái giờ à, Phượng về nhà ngủ nghỉ đi. Ngày mai tôi qua tôi chở Phượng ra chợ ăn chè, vì mình chính thức hẹn hò với nhau. Vậy tôi chờ mấy người ngày mai á. Ừ. Tôi đi về. Về cẩn thận á. Ê. Gì? Không được, không an toàn đâu. Tôi dắt Phượng về. Ờ. Hi hi, mãi yêu. Đồ ngốc. Ê, kêu anh Đen về đi, nãy giờ anh đi đâu vậy? Nó đi chơi rồi. Thôi kêu anh về đi. Ê, mình đi mình kiếm nó nè. Ừ. Anh Đen ơi. Đen. Đen. Đen ơi, anh đâu rồi? Đen ơi. Đúng là tình yêu không có lỗi. Lỗi là ở thằng bạn thân. Một vở kịch rất dễ thương mà ba bạn cũng đã làm rất tốt phần của mình. Đó là ý kiến của Đình Toàn trong ngày hôm nay, nhưng không biết ban giám khảo sẽ như thế nào. Mời chị Việt Hương. Cái tứ này thì rất là cũ rồi, đúng không ạ? Rất là nhiều người làm, nhưng quan trọng là các bạn làm hợp lý. Ba bạn diễn nhẹ nhàng, không có lên gân lên cốt gì, tiếng cười đem vô nhẹ nhàng như ngôn tình vậy. Nay các bạn quá thành công, không còn lời gì để nói nữa. Duyên của các bạn đã tràn hết rồi. Đúng như những gì chị Hương nói, ý tưởng cũ không bao giờ là vấn đề khi chúng ta thực hiện nó bằng một cách mới nhất có thể. Luôn luôn là như vậy. Và các bạn vừa làm cái điều đó một cách vô cùng xuất sắc và tinh tế. Một câu chuyện chỉ có ba con người mà làm một cách rất sắc sảo. Tôi thích tiểu phẩm này. My ấy đây, My cười rất là nhiều và My xin chúc mừng các bạn. Hôm nay các bạn đã đem rất là nhiều tiếng cười cho khán giả. Phải nói là một tiểu phẩm rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ sẽ là điểm số của giám khảo chúng ta. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. 9.5. Số điểm từ giám khảo Trấn Thành. 10 điểm. Số điểm của diễn viên Khánh My sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Còn bây giờ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Và điểm số của 100 khán giả dành cho đội Dí Dỏm đêm nay của các bạn là 9.6 điểm. Xin chúc mừng đội Dí Dỏm. Quý bà con, cô bác thân mến, những câu chuyện tình yêu, đặc biệt là những câu chuyện ngôn tình, luôn luôn là đề tài hấp dẫn mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục một câu chuyện ngôn tình như thế. Một câu chuyện ngôn tình sẽ đến từ... Gì? Anh cho em hỏi cái anh ấy. Hỏi đi em, gì? Bờ sông đâu vậy anh? Bờ sông hả? Dạ. Đây, phía kia, chỗ cái mảng đỏ đỏ, dạ, bờ dạ. Sông phía đó. À, dạ, cảm ơn anh nha. Em đi về nơi tình yêu bắt đầu đây. Nghe nè. Dạ. Đi về phía bờ sông mà về phía nơi tình yêu bắt đầu là sao? Em đi tự tử. Cái gì vậy, gì vậy? Trời ơi, tại sao lại tự tử? Giờ chị hỏi anh nè, thất nghiệp hổm lại rồi. Xin việc hoài không ai cho hết trơn nè. Bây giờ là tiền ăn, tiền uống, tiền nhà trọ, đủ thứ tiền hết trơn. Trời ơi, bây giờ đi tự tử chứ sao giờ anh? Bình tĩnh, bình tĩnh. Em nghĩ sao, nếu mà mọi người ai cũng không vừa lòng đều có thể đi tự tử là tới giờ này là dân số là tuyệt chủng hết rồi em. Chứ giờ tuyệt vọng quá anh ơi. Mọi phải từ từ, cái gì cũng có cách để giải quyết, không quan trọng là mình bình tĩnh, mình suy nghĩ. À đây nè. Gì vậy? Trời ơi, báo chí nè, đó, đăng tin kiếm việc làm nè. Tại sao không cầm, không đọc, không kiếm việc làm mà tiếng chưa gì đi tự tử là sao? Nãy giờ em mới đọc trang đầu rồi, trang này em chưa có đọc. Trời ơi, ông rảnh quá ha. Rồi đó, là bây giờ có yên tâm chưa? Tìm trong đây có rất nhiều cơ việc làm, rất nhiều tờ báo khác nhau. Từ từ mà tìm. Dạ, vừa nhìn vô thấy liền nè anh ơi. Gì vậy? Anh ơi, cảm ơn anh, em đi xin việc làm đây. Em chưa kịp nói cái mục mà nó chỉ vô là tuyển tiếp viên nữ. Sao mà nó đi được vậy ta?
Bây giờ cần phải bình tĩnh xem câu chuyện ngôn tình của đại gia đình. Xin mời. Có ai chổng không? Bước căn nhà thấy lạnh cẳng dữ vậy trời. Có ai không? Em tới xin việc nè. Anh tới xin việc hả? Dạ. Tôi nhận anh. Phải người không? Tôi hả? Anh thấy tôi có bóng không? Dạ chị ơi, nếu chị nhận em á là dạ em mừng lắm á chị. Bây giờ chị muốn em làm cái gì em có làm cũng được hết á. Dạ em cảm ơn chị làm nhiều. Chồng trong vòng một tiếng. Chị em về. Đứng lại. Sao anh bỏ việc? Dạ chưa biết yêu sao biết làm chồng. Anh chê tôi xấu đúng không? Có thể. Vậy là anh cũng thiếu bản lĩnh. Anh cũng tầm thường như những người đàn ông khác. Muốn vợ đẹp con ngoan. Xin lỗi chị nha, vợ đẹp con ngoan ai cũng muốn. Mà tôi ghét nhất là ai nói tôi là không có bản lĩnh đàn ông nha. Được, tôi quyết định làm chồng của chị. Ký hợp đồng. Ký. Trong vòng một tiếng này anh không được đụng vào thể xác của tôi. Nếu mà bỏ ngang việc không được lãnh lương. Chơi luôn. Xong chưa? Xong. Làm đi. Làm gì? Thì làm chồng. Không cho đụng vô cơ thể sao làm nhà hay kêu làm chồng. Anh nghĩ làm gì? Thì làm chồng chị phải nói tôi mới biết tôi làm cái gì chứ. Tôi kêu anh làm chồng mà. Thôi được rồi. Giờ làm chồng nè. Đi làm về xong nhậu, xỉn, ngủ. Ê, làm chồng hay làm cha? Chị gì giờ chứ, chị muốn làm gì chị nói đi. Tôi muốn anh làm cho tôi hạnh phúc nhất. Tưởng chuyện gì, không nói sớm đi. Dễ ẹt. Bà xã anh làm gì đâu nè, bà xã ơi. Ông xã đã về. Bà xã ơi. Ông xã. Bà xã. Bà xã tôi number one, number one, number one. Bà xã tôi number one, number one, number one. Ui da. Cái gì vậy? Có nhiều hát hoài hả? Thuộc nhiều ta hát nhiều. Anh có một tiếng thôi đó. Làm lại. Quýnh hoài ha. Ui da. Ây da. Mày hả mày? Mày hả? Mày hả? Mày hả? Mày giỡn tại tao. Mày hả? Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Ủa, anh bị sao vậy? Đi làm về, thằng kia nó chê em xấu. Nó sỉ nhục em, anh đè xuống đó, anh quýnh. Nó giọng anh bầm con mắt. Trời ơi, tôi hạnh phúc quá. Tiền em ơi, tiền, chưa tiền. Chưa đủ đồ. Đợi chút. Ê, thằng kia, mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Mày, mày. Anh bị sao vậy? Bây giờ là cả xóm nó chê em xấu luôn. Anh lo rằng quýnh hết. Giọng anh bầm thêm con mắt còn lại. Ôi, tôi hạnh phúc quá. Đừng bay nữa em ơi. Đưa tiền cho anh đi em ơi. Đổi ý rồi. Anh hãy làm cho tôi đau buồn nhất đi. Anh ngoại tình. Anh nói cái gì? Anh ngoại tình. Tôi bỏ đi. Đứng lại. Cô không đi dễ dàng như vậy đâu. Cửa tôi đã khóa hết rồi. Đứng lại đó. Tôi muốn cô chứng kiến cái cảnh tôi với lại người tình của tôi ân ái trên chiếc giường của cô. Ôi anh ơi, giờ anh nhìn em kia. Đừng lo em ơi, bà không có làm gì được anh đâu. Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm anh ơi. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Tôi sẽ tự tử. Quay! Khùng hả bà nội?
chuyện đi tự tử. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao? Anh ơi, tình của đôi ta là bướm là qua đi vào giấc mong chờ tình cần mơ sang bằng cách chờ. Anh ơi, đôi mình còn gì đâu để hứa năm xưa giờ đây đã quên. Dạ, nay nhớ thương còn trong nhịp thở mình bên nhau đành phải xa nhau. Ôi giấc mơ này đã vội chia lìa. Anh ơi, còn mình nay còn đâu. Ê, khoan. Có con rồi hả? Tôi quên. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao anh lại dẫn một người phụ nữ khác về nhà của tôi? Tại sao anh để họ nằm trên chiếc giường của tôi? Tôi là vợ anh mà. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại ác độc với tôi như vậy? Anh làm tôi đau khổ quá. Tôi đau khổ quá mà. Cô đau khổ lắm đúng hay không? Vậy thì tiền lãnh lương tiền. Anh còn 5 phút. Gì lật bạc lẹ chứ vậy bà? Trong 5 phút này anh hãy làm cho tôi tuyệt vọng nhất. Tôi không chơi với bà nữa. 4 phút. Bà không tuyệt vọng, tôi tuyệt vọng nên. Thôi được rồi, tôi chết nè. Làm gì làm đi. Anh làm gì vậy, anh đứng dậy đi. Đứng tôi dậy. Chết rồi. Tôi không cho anh chết. Tôi đã chết. Tôi không muốn anh chết. Tôi muốn tôi chết. Tôi không muốn anh chết mà. Tôi không muốn anh chết mà. Anh nghe cô không? Cô còn 2 phút rưỡi. Tôi không muốn anh chết. Cô còn 2 phút. Tôi cô còn 1 phút rưỡi. Tôi còn 1 phút. Không. 30 giây. Go! Xe thắng gấp. Cô Như thì ra là cô ở đây. Ê, mày xí, cho em hỏi xíu nha. Ủa tiện trong nhà này có chuyện gì vậy? Dạ, cô trúng viện. Cô Như, tại sao cô không ở bệnh viện? Chúng tôi đã chuẩn bị ca phẫu thuật cho cô rồi. Cô ấy có một khối u ở trong tim và chúng tôi đã tìm được một trái tim phù hợp cho cô ấy mà cô ấy không chịu làm. Ờ thì có gì đâu cô ơi, dù mà tìm được tim rồi thì mình cứ đi phẫu thuật đi, mình được cứu sống mà. Nhưng chỉ có 5% sống sót. Tôi không muốn mình là người trong 95% còn lại. Tôi muốn tìm thấy một tình yêu thật sự và đúng nghĩa trước khi chết. Đau khổ, tuyệt vọng và hạnh phúc. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho tôi thấy những điều đó. Đây, đây là lá thư. Anh hãy đem đến gia đình của tôi, họ sẽ chi trả tiền lương cho anh. Cô ơi, cô gì ơi, ráng vượt qua nha cô, tôi sẽ đợi cô. Xin được cảm ơn đại gia đình với câu chuyện mà các bạn mang đến cho chúng tôi. Và xin mời nhận xét từ phía giám khảo. Xin mời giám khảo Việt Hương. Cái tứ hay lắm các bạn, tôi thích cái tứ này. Tứ này đúng như là ban tổ chức cho các bạn ha. Diễm lệ ngôn tình. Các bạn mở ra các bạn cho tôi coi một cái rất là đau lòng, chạm vô trái tim. Ôi tôi thích quá, tôi thương quá, tôi tội quá. Và nếu như cái này dựng được là một vở kịch dài luôn nữa. Các bạn đang thu ngắn lại một cái chút xíu. Nhưng mà chị vẫn chưa có đã, chị vẫn chưa thấy hài. Phải nhớ là chúng ta tới cái làng hài, mở cửa làng ra, đây, phải tưng bừng ngày đó. Thật sự thì My cũng thấy hơi tiếc một chút xíu. Các bạn không có làm cho khán giả cười được.
cái tuyến nhân vật của bạn My cảm giác rất là hay. Hy vọng là sau đêm nay các bạn sẽ rút kinh nghiệm và những cái show sau hy vọng là các bạn sẽ tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi nghĩ là như thế này nè, hôm nay các bạn mặc một chiếc áo nó quá rộng so với mình. Có nghĩa là đây là một kịch bản hay mà trong một cuộc thi hài, các bạn phải cho khán giả biết được là người ta sẽ phải cười vì điều gì. Các bạn ý tưởng tốt lắm, nhưng các bạn cái lực diễn của các bạn giới hạn. Như vậy thì chúng ta phải lựa cái gì đó phù hợp với mình. Vào một chương trình làng hài mã hội, xác định tiêu chí là cười. Nghĩ những chủ đề cực kỳ đơn giản mà làm cho nó văn minh, hiện đại và bất ngờ sẽ hiệu quả hơn là nghĩ một kịch bản thiệt là nặng nhé. Hy vọng là như vậy. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn lời nhận xét của các vị giám khảo. Và bây giờ chúng tôi chờ đợi số điểm từ giám khảo Việt Hương. 8.5 dành cho Đại Gia Đình. Giám khảo Trấn Thành 8.5. Số điểm của diễn viên Khánh My sẽ được giữ lại. Và bây giờ sẽ là phần trao điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và điểm số của Đại Gia Đình từ phía 100 khán giả đêm nay sẽ là 8.9 điểm. Xin được chúc mừng đội bạn. Não. Ủa? Sao kéo máu lên não? Tao bị gì? Bị lẫn. Đó, bị lẫn là thiếu máu não. Bị gì tao phải kéo máu lên cho nó minh mẫn, biết không? Vì kéo vậy là sai rồi. Nè, vì kéo từ tới trên đây vì lên, đúng không? Vì gặp chướng ngại vật, vì buông ra, máu nó tụt xuống hết rồi. Trời ơi, vậy phải sao con? Nè, bây giờ vì phải làm cho con nè. Đó, kéo lên. Đó, vì kéo lên tới trên đây. Kéo chướng ngại vật từ, thì... Từ nè, tới rách, thích máu lên trên não. Trời ơi, trời. Tới vậy bữa giờ á, tập hoài mà ngu hoài, bây giờ là kéo lên là luồn lách rồi tới nách sách lên não. À, đúng rồi. Trời ơi, cảm ơn con. Ôi, cái gì làm gì vậy? Dì đang hờn. Hờn ai? Hờn bạn diễn, hờn giám khảo chính thức và hờn luôn giám khảo khách mời. Dì ghen quá. Còn dì thì làm gì đây? Dì đang lả lời bên hoa viên viện Vượng Bảo. Vậy gì vậy? Không không, viện dưỡng lão. Heo mi. Trời ơi dì ơi, mình già rồi, ít điệu đi, bất tai nạn. Mà dì cũng vậy nữa. Cái khu của mình toàn là nữ, không mà có nam đâu cho dì lả lơi. Trời ơi, thiệt gì luôn á. Thôi giờ bỏ lại nhập nhắn sinh cho tôi. Nhắn sinh đi. Khoan đã. Tắt nhạc con, kéo. Trời, cảm ơn con nha. Mở nhạc cho dì đi vô, lát nữa dì ra dì mua vũ con. Cho tôi hỏi, ở đây có phải là viện dưỡng lão, nơi dành cho những người phụ nữ già nua, ốm yếu, bị bỏ rơi, đúng không? Đúng. Ai đây? Tôi là một người rất hiểu và cảm thông cho các chị. Bởi vì sao? Tôi cũng bị bỏ rơi. Ê, mấy bà, người mới vô bay. Chào mừng bạn đến viện với viện dưỡng lão của chúng tôi. Bạn hãy ngồi xuống đây và uống một ngụm nước tỉ muội và theo chúng tôi đi tham quan viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão tỉ muội với diện tích hơn 1.000 mét vuông, rộng ghê lắm. Họ là tại số 1 ca Ngô Văn Sở, với sự hội tụ giữa khí trời đất và nước, chúng tôi được tài trợ và quản lý bởi ba mạnh thường quân, ba tài Sáu Hương và Nghĩa 17. Viện dưỡng lão của chúng tôi có những dịch vụ chăm sóc ân cần chu đáo. Chúng tôi còn trang bị một dàn lò thiêu 5 sao cao cấp với 12 lò hỏa táng có thể hoạt động liên tục 24/24. Ngoài ra chúng tôi còn có những dịch vụ khuyến mãi hậu mai táng, ví dụ như bình bông, nải chuối, bê đê, búa đèn, tóc muốn, kẹt tay và hát điêu. Nay em về
vậy? Diện dưỡng lão. Ờ biết sao không? Cái viện dưỡng lão của tôi là liên danh hợp tác xã với cái nhà mai táng. Bởi vì mỗi lần có người mới vô là tụi tôi giới thiệu nè, tụi tôi tiếp thị nè, để ăn cái hoa hồng. Quảng cáo tôi chi vậy? Tôi đâu có ý định vô đây đâu. Ủa chứ bà tới đây vậy? Kì vậy? Vậy chứ nãy giờ không nhận ra tôi hả? Không. Tôi nè. Trời ơi, mấy bà ơi. Trời đất ơi, trời. Cái mặt nè. Nhớ mày mày mà cãi không ra nè, tên gì vậy? Trời. Bác hết nè, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bia hay xin hết. Nhớ chưa? Dạ chưa nhớ. Tôi không ngờ, thiệt tình tôi không ngờ là các bà đến tận giờ này rồi mà cũng không thể nào nhớ được tôi. Già cả hết trơn rồi, xuống sắc xuống phong độ kém chứ nhớ hết trơn rồi. Trong khi nè, tôi lúc nào cũng nhớ. Ba năm quả, khi xưa là múa lửa làm xiếc, đúng không? Trời đất ơi, khi xưa thôi chứ bây giờ trời đất ơi, xương cốt rượu đã hết trơn rồi, múa cái nỗi gì? Bà, bà tao lựu. Năm xưa có giọng hát cao chót vót, cất lên là vỗ tay, cất lên là vỗ tay, đúng không? Nói vậy thôi chứ bây giờ nói đâu có nổi đâu, đúng không? Tư Măng! Tư Măng đúng không? Tư Măng nè! Trời ơi! Tư Măng ơi trời đất ơi, tôi nói mà nghe nè, mình già cả, mình lớn tuổi rồi, bớt ăn bớt uống lại để thôi mở nó trào lên cái cuốn họng là nín thở khỏi nói luôn ha. Nha, nhớ nha bà. Trời ơi, chưa bao giờ mà tôi thấy cái gánh khát tạp kỹ ngày xưa bây giờ nó tàn đến như vậy. Nè! Cái gì? Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây, coi mấy gì hiển hiện nè. Nè, banh con mắt ra nè. Lên luôn chị em. Lên luôn. Tiếp vô trời ngục là cho em. Ta không trả. Làm gì ta? Tiếp vô. Dạo ơi, vì sao ngấu đành tâm. Tình yêu ban đầu em đã cho. Yêu ai tiếp đây trời ngọc quý. Không yêu nữa thôi sao ngỡ đành gieo khổ đau. Bởi vậy tôi biết tính mấy bà là phải khích thì mấy bà mới chịu làm. Mà cũng nhờ như vậy tôi mới biết được là thuốc năm xưa tôi bán cho mấy bà vô cùng công hiệu. Bà tiếp thị. Nhận ra rồi, nhận ra em rồi, trời ơi mừng quá. Nãy giờ khô nước miếng luôn đó chị. Chị nhận ra em rồi, cảm ơn chị nha, yêu quá. Nhận cái gì mà nhận hả? Ngày xưa cùng cái nết này nè, tí tao tí tưởng chạy vô, hai tụi tôi đang ngồi quá trang. Chị mua giùm em đi chị. Tụi tôi thương tình mua cho cả lô cả lốc. Về coi lại, thuốc không rõ nguồn gốc, tụi tôi tấn nó vô hốc hết rồi. Em nhớ rõ ràng, khi xưa lúc mà em đi vô trong cái phòng hóa trang, em nhìn ở trong cái thùng rác, em thấy nè, vỏ chai thuốc nè, cái vỏ thuốc của em nè, vương vãi tùm lum. Vậy mà giờ mấy chị nói mấy chị không uống, thì ai uống? Tụi tôi không uống. Tôi uống. Trời, biến chân khủng khiếp. Ngày xưa đó, tôi thấy hai bà trẻ đẹp nhất đoàn. Bởi vì tôi đợi hai bà đi ngủ á, tôi lợi phòng quá trang á, tôi uống len. Trời ơi, mày dòng cái thứ uống len đó. Thuốc nước tôi uống một cái nửa chai, thuốc viên tôi nóc một cái nguyên bụng. Trời ơi, bây giờ tôi ra nông nổi này là tại vì bà một máu tụt. Bà đó nha, bà bán những cái sản phẩm mà không chất lượng đó, bà thấy hậu quả của bà chưa? Rồi hôm nay bà trở vô cái viện dưỡng lão thì để làm gì? Mấy bà chỉ biết trách tôi thôi. Có bao giờ mà mấy bà nghĩ cho hoàn cảnh của tôi không? Ngày xưa ở trong cái gánh tạp kỹ này nè, ai cũng có công việc ổn định, trong khi tôi chỉ là một con bán dè. Tao đâu có ý định diễn bi đâu, mày thả nhặt bi vô chi vậy? Trời đất ơi, mày tắt nhạc như vậy mày lỡ mày để nhạc tao cảm nhạc tao diễn luôn. Lương ba cộng ba đồng, làm sao đủ tiền nuôi mấy đứa em tôi ăn học. Gieo nhân nào thì gặp quả đó. Mặc dù mấy đứa em của tôi á, đứa nào cũng ăn học thành tài, nhưng mà không ai chấp nhận được việc làm của tôi hết. Mà tôi cũng có mặt mũi nào đến gặp tụi nó để ăn nhờ ở đậu. Cho nên ngày hôm nay tôi tới đây, tôi gặp mấy bà trước á,
là để xin lỗi mấy bà. Còn sao nữa là xin mấy bà cho tôi tá túc ở đây để sống với mấy bà những ngày tháng còn lại. Sẵn đó tôi chuộc lại lỗi lầm luôn nha mấy bà. Thì bà muốn ở đây đúng không? Muốn ở đây thì bà phải hứa với tụi tôi là bà không có làm cái nghề thất đức này nữa, không có bán ba cái sản phẩm không có nguồn gốc nữa. Tôi hứa với bà là tôi không bao giờ tự ý bán những cái sản phẩm này nữa, ai hỏi order thì tôi mới bán thôi. Trời ơi! Kỹ thuật biểu diễn cá nhân của các bạn có Trâm á, là người vẫn là giữ sườn của sân khấu. Chị vẫn muốn chăm đào tạo như thế nào cho các bạn bảo vệ á, bạn có một cái cột sống đường dây tâm lý ổn định. Cái bạn bảo vệ làm cho tôi cảm thấy cái cột tâm lý của bạn đó không có ổn định. Tôi thì cũng đồng ý với Việt Hương đó, là cái cô bảo vệ đó nó hơi mất bình tĩnh tí. Lần tới làm cho nó bình tĩnh lại thì nó sẽ hoàn toàn hơn. Hôm nào cũng rất dễ thương, em có cái dáng giống như là cô Kim Ngọc. Nói chung thì anh rất là thích cái phần trình diễn của nhóm tỷ muội các em, anh rất là thích. Trong một vở diễn bao giờ cũng sẽ phải có những cái người lùi lại để cho những người khác được tỏa sáng. Ví dụ như trong cái vở này thì em lùi lại cho các chị, nhưng mà biết đâu cái vở sau đó thì các chị lại làm một cái gì đó để tôn vinh em lên thì sao. Còn với các bạn còn lại thì anh cảm thấy một cái sự rất đồng đều, đặc biệt là Đại Ngọc Trâm. Trâm sẽ là một cái người trụ cho những cái bạn xung quanh tung hứng tỏa sáng. Cảm ơn phần nhận xét của ba giám khảo chúng ta. Và bây giờ chúng tôi sẽ đợi chờ phần cho điểm của các giám khảo. Xin mời giám khảo Việt Hương. 9 điểm. Nghệ sĩ Chí Tài 9 điểm rưỡi. Số điểm của nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Điểm số của khán giả tại làng hài đêm nay dành cho đội tỷ muội các bạn là 9,3 điểm. Xin được chúc mừng đội tỷ muội. Tiếp theo chúng tôi mời quý bà con cô bác chúng ta cùng gặp lại đội đồng dao, cùng đến với một ấp nhỏ nơi có câu chuyện gia đình của ông Di bà Sản, có cả một nhà tài trợ và một cô văn thể mỹ suốt ngày bắt họ tập văn nghệ. Hãy xem ngày hôm nay câu chuyện của họ như thế nào trong chủ đề tiếp thị siêu đẳng. Hãy chào đón đội đồng dao. Sản phẩm siêu đẹp đó bác Sản. Chính xác. Má ơi, mặt của con nám xả mỡ rồi nè. Dạ nám xả mỡ. Dạ. Chuyện nhỏ, đã có sản phẩm siêu đẹp mới. Sử dụng ngày 3 lần, 1 lần 3 tiếng, 1 tiếng 3 hũ. Trong vòng 7 ngày, kết quả hơn cả mong đợi. Sản phẩm siêu đẹp mới, giá cực rẻ, xài cực chất. Hãy đánh mạnh tay, mụn xung dày đầy mỡ. Ý lộn. Hãy đánh mạnh tay, kem tràn đầy trên mặt. Sản phẩm siêu đẹp, không siêu đẹp, cứ kiếm Việt Hương. Má ơi, mình ăn cắp hả? Cái quảng cáo của người ta, người ta kiện mình chết đó má. Đúng rồi đó bác. Bậy, ăn cắp hồi nào? Má chỉ dựa theo ý tưởng thôi con. Mày sao kỳ vậy? Cái chuyện tao làm tao biết, tụi bay cái xía vô phá đám rồi vậy. Giờ ý mày sao? Dạ. Mày muốn lấy thằng Đông Dương hay lấy thằng Lê Khâm? Con chịu lấy cái ông lùng tài trợ đó đó. Còn mày, mày có chịu lấy lùng tài trợ đó không? Không, lấy Lê Khâm tài trợ đó đâu. Được. Vậy thì hai đứa bay sẽ lấy nhau. Với điều kiện tụi con phải nghe theo lời của má. Sao má? Tập chương trình cho thiệt là kỹ, quảng bá diễn sản phẩm cho thiệt là hay. Dạ. Bán hàng cho thiệt là giỏi. Dạ. Xong đợt hàng này đi, má cho tụi bay làm đám cưới. Thậm chí mày muốn lấy tao, tao cũng chịu nữa. Dạ. Ăn thua mày gan không? Sản phẩm siêu đẹp, thoa đâu cũng đẹp. Ông lao chập riêng miệng để cầm tăng lại bèn này. Đi cùng lại bèn này đúng tên đúng lại. Anh chỉ lãnh bọn tê miệng để cầm tăng lại bèn này. Bên xe rút cả lùa gây sắp bàn bàn xài xuất lại. Má mở
châu Mỹ, châu Âu. Tụi con hát tiếng châu Á rồi ai hiểu. Nè, tôi nói cho bà biết nha, bà coi lại ba cái sản phẩm của bà nghe chưa. Sản phẩm mà không rõ nguồn gốc, bà quảng cáo tha lên mặt nó trắng mặt. Mà nó không trắng mặt, nổi ghẻ đầy mặt hết. Người ta tới tới mắng vốn, người ta trả hàng là bà ôm cái đống hàng bà sạc nghiệp luôn á. Tôi nói cho mấy người biết nha, hôm nay đây, tại chỗ này, chỉ vài giây nữa thôi sẽ xảy ra một sự việc kinh thiên động địa. Lúc đó ông có quỳ lại gian sinh cũng đừng hòng tôi gả con gái cho thằng trai của ông. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Công nhận người nước ngoài đúng giờ thiệt. Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Leonardo da Vinci nè măng. Chào anh măng. Còn đây xin tự giới thiệu cô Maria Ortega Pẹt Má Tia. Bà đã thương đủ hàng chưa? Theo như giao dịch trên mạng. Dạ đủ rồi, để đây một ghe ở dưới. Người ta gọi người kia nghe rõ không? Người kia đứng kế bên nghe rất rõ. Hàng đã gom đủ rồi. Nổi lửa lên. Nổi rồi. Đốt đi. Đốt rồi. Cháy chưa? Cháy rồi. Đốt. Cảm ơn. Má ơi, má ơi, cháy hết rồi, hàng cháy hết rồi. Nó mua rồi, nó muốn xài, muốn đốt, kệ nó. Có tiền vào trên ông mà. Xí 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 xí. Nó trả tiền bà chưa? Còn cầm bọc kìa. Nó chưa trả tiền bà, sao đốt hàng của bà? Mệt quá đi, bây giờ nó đang bận chỉ huy đốt cái ghe sản phẩm ở dưới, rảnh đâu mà trả tiền. Đốt xong lên đây trả. Trời. Yên tâm, tôi tính luôn tiền cái ghe bị cháy rồi. Im không lại đi. Mấy cái người nghèo không có được quyền nói. Để mấy người giàu ta nói. Bà câm. Cái gì vậy? Tại sao lại cãi nhau? Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ? 60 năm, 20 năm đầu sống không có gì vui vẻ. 20 năm sau quen. Muốn biết tôi là ai? Tôi là hãy ai? Xem đi. Nữa hả? Này, này. Trời ơi, hai tập trước mày tài trợ chương trình không vừa ý, mày nhảy ra mày phá đám được. Còn chương trình này tao làm bầu show mày vô, mày phá đám là sao? Trời ơi, trong chuyện này nha, tôi giúp chứ không phải tôi phá bà đâu. Trời đất ơi, hàng của tôi nó gom đốt hết mà nó nói nó giúp là sao? Bà nhìn kỹ lại đi. Mấy tháng nay vùng đồng bằng sông Cửu Long đang xảy ra vấn nạn lừa gạt, buôn hàng gian, bán hàng giả, quảng cáo lao. Vậy hiện giờ công an đang truy lùng tên cầm đầu tội phạm buôn hàng giả mà bà đang bán đó. Nếu như mà tôi không thiêu hết cái số hàng của bà mua đó, bà lãnh nguyên cái bọc đó đó. Trời ơi, tội không đem dục gì kỳ cục vậy. Trời ơi, mấy đứa khùng không? Giờ mới có hết tháng 7 mà tặng lịch chúc mừng năm mới chị sớm vậy? Nói bà bốc lịch đó. Rồi đây bà sổ tù một không? Nói vậy là cái chuyện đó là thiệt hả? Đúng vậy. Ông nội ơi, giấc mơ làm giàu của tôi sụp đổ. Xem ở tù. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, lửa, lửa, dập lửa đi, dập lửa đi, lửa, lửa bốc cao trên núi Cánh Diều, ông muốn thêm một lần mất tích, trời ơi, bão táp và phong ba, một dương dân Nga có chống đỡ nổi sơn hà. Bắt đầu từ chỗ Lê Khâm ra, sự kiện xảy ra, à có cái anh ảo thuật hỗ trợ thì nó gắn kết có cái coi hơn, lúc đầu bị rơi rạc, mọi lần thì chặt lắm, nhưng nói chung là các bạn vẫn vẫn giữ phong độ. Quá anh thích nhất là cái màn mà thay đồ. Không biết là anh đừng có thay, anh mà thay là ngang ngửa Khâm đó. Không, anh tài thay có kịp đâu, dướng cái dòng hài. Nhưng mà anh tiếc cái là cái lúc mà em giả cái người ngoại quốc á, phải nói rõ rõ ra anh tí. Tại mấy cái miếng cười nó nằm ngay chỗ đó mà em nói không rõ là Khâm, Khâm với Loan á, là tại vì cái đại từ của tụi em tốt lắm mà tự nhiên giả người nước ngoài giả câu thôi, câu sao là phải xà cái liền, tại vì các em giả lâu quá tiếc. Nhóm mình là nhóm đồng dao và có cái màu sắc cải lương thì phải chi mình đưa thêm được nhiều vào cái tiết mục của mình á, nhiều bài bản hơn nữa, nó sẽ là một cái màu nó hoàn toàn khác so với những cái đội ở trong cái bảng B này. Với cái tiết mục này thì Nghĩa coi cũng thấy vừa đủ vui.
Và chúng tôi thì mong chờ số điểm từ giám khảo ngày hôm nay. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. 9 điểm cho Đồng Giáp. Nghệ sĩ Chí Tài, 9 điểm. Số điểm của nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 người khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời 100 vị khán giả trong làng hài chúng ta đêm nay quyết định dành tặng cho đội Đồng Dao số điểm là 9,6 điểm. Xin chúc mừng Đồng Dao. Ta đến đây rồi, hắn đã đến đây rồi, hắn đã đến đây đòi tìm chúng tôi. Nếu hắn không hung tàn, nếu hắn không tàn ác, thì mọi người ở đây sẽ được yên bình. Tôi là bảo kê ở khu chợ này. Tiền thì em không có, nhưng em có thể trao cho anh cả tấm thân này. Thịt kho học dịch à, ngán lắm. Dì Bảy, dì có biết là mỗi lần nhìn mặt dì tôi cảm thấy khó chịu lắm không? Bà già kia. Chào con trai, ăn trái táo trừ nợ à. Tôi thích tiền, không thích táo. Chị kia. Ê, chị nào? Anh kia. Muốn gì? Thiếu tiền người ta mà hỏi muốn gì à? Mọi người biết tôi muốn gì à? Cà bữa xa và hay lắng nghe. Tất cả không trả tiền, chớ trách tôi tàn ác. Đêm 1, 2, 3 tôi sẽ phá tan tành. Ơi, hey, anh ơi, có tiền nè, anh ơi, 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 chuyện là như vậy đó thưa thám tử. Trời đất ơi, tôi đứng ở bên kia tôi nhìn và tôi thấy hết. A à, bốn con người xúm vô làm cái gì không biết, con nhỏ vậy đạch lăn ra chết luôn. Ê ôi, đã làm anh nói tiền của tôi thì ai vậy? Ở đây ai là thám tử? Tôi. Quê. Sau đây tôi sẽ điều tra. Dạ. Phải điều tra tìm cho được mặt cái gì vậy thám tử? Anh nghĩ là cái gì? Dạ. À, chắc là cái quyển sổ đúng không? Đúng. Dạ. Nhìn vào là nghĩ là quyển sổ, nhưng thực chất nó không phải là quyển sổ mà nó chính là máy cassette. Trời ơi. Ôi tôi thích. Trời ơi, phong cách làm việc quá chuyên nghiệp. Ai trong chợ này xài son môi? Anh ơi, có khi nào trên đường đời tấp nập người giống người mà son giống son không anh? Đó, tham thương ta đã điều tra vậy rồi mà còn cãi cho được à? Anh có ý gì hay à? Dạ, để tôi giúp cho. Anh định làm gì vậy? Thám tử, thám tử, coi dùm hai cái bờ môi nó có giống nhau không? Hai cái bờ môi hoàn toàn trùng khớp. Trời ơi, chính là hung thủ. Trời ơi, không có. Em cũng để ý ảnh lâu rồi. Trời ơi. Hồi nãy lúc ảnh thu tiền á thì thừa cơ hội ba vô hung ảnh cái. Mà không lẽ em hung có một cái ảnh chết. Hung mà chết là coi như là cha trong chợ thì chết hết vậy em hung rồi. Trời đất ơi. Ông cái này nó coi bộ có lý nè. Tôi sẽ điều tra tiếp. Nạn nhân mới ăn một loại trái cây mà trong giới chuyên môn gọi là apple. Ai? Ai trong chợ này bán chuối? Cái gì? Trời ơi, bà hỏi nói chi? Nó không có táo nữa. Bước vô. Dạ, dạ. Dạ, cậu. Thám tử, cẩn thận thám tử. Trời ơi. Ê, trời ơi, chết rồi. Trời ơi, chết rồi kìa. Chết rồi kìa. Trời ơi, táo chết. Trời ơi, táo chết. Trời ơi, táo chết đó bà. Chạy đi giúp. Tôi giận đó. Mày giống gì vậy mày? Vô mà ấy mày nghe thám tử không làm gì làm như mày. Mày người mày coi như tội đá không? Tại vì tôi làm như vậy á là tôi nhờ cái phản ứng của bà mà tôi phát hiện được là đây là cái phản ứng của những người mà chưa bao giờ thấy người khác ăn táo của mình có độc mà chết. Không phải là táo mà có độc cho nên bà mới chửi tôi. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Bà không có tội, bước qua một bên. Trời ơi, cảm ơn thám tử, cảm ơn thám tử. Trời đất ơi, cái lý phải, không phải, cái không lý của thám tử chặt chẽ quá. Tôi điều tra tiếp.
Cái gì vậy Thanh Tử? Nạn nhân mới ăn no, ở đây bán đồ ăn. Mặt tái xanh luôn. Bà bán cái gì? Tôi bán hủ tiếu. Hủ tiếu bà dơ, người ta ăn vô người ta ngộ độc thực phẩm chết. Cái gì? Trời ơi, Thanh Tử, coi hủ tiếu nè. Cái gì? Hủ tiếu có đất. Cái gì? Trời ơi, đất trong khóe tay của anh đó. Vậy là cuối cùng hủ tiếu được sạch đúng không? Đúng. Khoan, trong hủ tiếu không chỉ có hủ tiếu mà còn có nước lèo và thịt. Tại sao bà bán thịt nhiễm khuẩn? Bà bán cho bà bán hủ tiếu, bà hủ tiếu bà bán cho người này ăn vô bị ngộ độc thực phẩm chết. Tất cả là do thịt heo của bà. Đúng, thịt heo của bà. Tôi bán thịt bò. Xin lỗi chị, chị không phải là thủ phạm mà chị bước qua. Vậy thì hung thủ chính là... Đạp cái gì kìa? Gì? Có cái gì đâu? Coi lại đi. Cái gì? Đương nhiên không có cái trai thẳng nào mà đứng coi cái gót chân của mình mà coi cái kiểu này hết. Nè, trai thẳng người ta coi gót chân là người ta coi như vậy. Hiểu chưa? Tất cả đã phải bài, anh không phải là trai thẳng. Tôi biết trả đáp anh. Anh không phải là trai thẳng. Tôi cũng bi hơi nhiều luôn á. Anh không phải là trai thẳng. Tôi là trai thẳng nha. Anh không phải là trai thẳng. Anh không phải trai thẳng. Tôi trai thẳng. Anh không phải là thẳng. Tôi trai thẳng. Cái chân. Ai? 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 Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? À, giờ tôi không phải trai thẳng đây. Thì làm sao tôi biết được ảnh vậy? Bởi vì nạn nhân cũng không phải là trai thẳng. Hả? Sao biết? Mọi người nhớ lại đi. Nè cô gái. Dạ anh ơi, tiền thì em không có, nhưng em có thể trao cho anh cả tấm thân này. Thôi bỏ đi má ơi. Chị Bảy, nhìn cái mặt chị là tôi khó chịu hả? Bà già. Hả? Chào con trai, ăn trái táo vui vui. Táo thì đẹp da thôi. Chua quá. Nè chị. Ê chị nào. Anh. Mọi người thấy đó, một người trái thẳng thì làm sao có những động tác như vậy. Mà vậy rồi cuối cùng bây giờ không phải trai thẳng thì mắc cái giống gì mà chết. Đúng rồi, quan trọng là ông này ông chết nè. Đó chính là lúc mọi người ập vào để thúng tiền thế. Nè ra, nè ra. Lúc này tên hung thủ xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau. Kết luận, nạn nhân chết vì sét đánh. Có mưa đâu mà có sét. Tiếng sét ai tin. Trời ơi, Phi nói như vậy mà cũng nghĩ ra được nữa hả trời. Không tin luôn á. Không tin thiệt. Quá tao cũng không tin luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Tại vì tôi muốn là có một cái kết bất ngờ cho khán giả cho nên tôi phải viết như vậy. Trời ơi anh ơi, cái kết của anh nó bất ngờ đến độ tôi muốn bật ngửa luôn anh. Tác giả muốn viết gì viết, áp đặt gì cũng viết được hả tác giả? Kịch bản gì vô lý quá à. Nè thử nè, tôi mà người coi là tôi không hiểu cái gì luôn. Tôi không cần biết. Tôi là muốn kịch bản này nó đời cho nên là tôi muốn mấy người ở ngoài đời vô đây để mấy người là tham gia phụ tôi suy nghĩ cái kết của cái kịch bản này. Và bây giờ tôi tìm được cái kết rồi. Cái gì? Bây giờ tôi sẽ đi gặp nhà sản xuất. Trời ơi. Tôi đưa nhà sản xuất để làm thành cái phim là hả, trở thành một cái phim bom tấn, hiểu chưa? Là cái phim của tôi là phim bom tấn. Cái này là phim bom tấn. Phim bom tấn. Trời ơi. Trời ơi. Nói chung là tụi em đúng theo chủ đề rồi, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cảm ơn Nhu, lúc nào bạn cũng là điểm sáng. Điều quan trọng là các bạn ca sĩ trong cái đội này dễ thương. Như là 4 tập rồi, tập nào bạn cũng ra đây rồi bạn chết, rồi bạn sống, rồi bạn ngủ có chút xíu. Rồi từ đầu đến cuối ra chút xíu, đẹp đẹp trai ra chút xíu vậy thôi. Cảm ơn các bạn. Theo như tôi á, nếu mà tôi mong muốn thì là cái phần đầu ấy nó hơi bị trì quá. Vì chúng ta trong một cái giới hạn có 7 phút, 8 phút thì mình phải làm cái tiết tấu nó khác để cái thông điệp nó đến rất là nhanh và mọi người nắm được ngay. Trong quá trình diễn xuất thì các bạn cũng có những người diễn rất là tốt,
Thí dụ như là bạn áo đỏ đấy, kỹ năng diễn rất là tinh, kể cả Ngân và những bạn khác nữa ấy, là tiếng nói sân khấu rất là tốt. Cảm ơn tất cả các bạn. Phải nói là đây là một cái tiểu phẩm mà lần đầu tiên và Lâm có thấy nó lạ lạ. Nó về hình sự, có những cái mảng miếng rất là duyên. Nó hài hước, nó bẩm sinh đó, chứ mà là các bạn cố tình diễu. Có lời khen các bạn. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm từ các giám khảo chúng ta. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương 9 điểm. Số điểm của nghệ sĩ Đức Hải sẽ là 9 điểm. Số điểm của giám khảo nghệ sĩ Bạch Long sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay quyết định dành tặng số điểm cho đội Hồn Nhiên các bạn là 9,1 điểm. Xin được chúc mừng đội Hồn Nhiên. Chúng ta chúc mừng đội thi vừa rồi và hãy chào đón một đội thi khác. Câu chuyện của 5 cô gái, 5 người nghệ sĩ ở những lĩnh vực khác nhau và cùng gặp gỡ nhau ở một viện dưỡng lão. Lần này, câu chuyện ở trong viện sẽ là một câu chuyện như thế nào đây? Họ mang đến cho chúng ta những tình huống hài hước và xúc động ra sao? Hãy chào đón đội tỷ muội. Hi! Của chúng tôi có tổ chức ra một trận đấu dành cho đội bóng nữ rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ gặp gỡ hai đội bóng tham gia trận đấu ngày hôm nay. Đầu tiên là sự xuất hiện của đội bóng Cực Lạc. Và cùng tranh đấu chiếc cúp vô địch với đội Cực Lạc không ai khác đó chính là đội Giảng Sơn. Vừa rồi là màn chào sân thức rất là thú vị của cả hai đội. Và dạ, bây giờ trận đấu xin được phép bắt đầu. Rồi, đội Cực Lạc phát banh đầu tiên. Đâu? Ngực. Lưng. Ngực. Gối. Sốt. Vô một trái rồi kìa má ơi. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Quên. Hiểu hai gỡ. Quên. Vô. Give you my heart. Không. Give you my... Về vị trí. Và tỷ số hiện tại 1-0 nghiêng về đội Cực Lạc. Và bây giờ trận đấu xin được phép tiếp tục. Má. Má ơi. Má ơi, trời ơi, má có sao không má? Không sao. Ai đây? Mấy đứa con của tôi á. Dạ, dạ con chào mấy cô. Trời ơi, giờ tao đang đáp anh mà. Trời, mấy đứa đi lên đó ngồi cổ vũ má nha. Dạ, mấy gì đâu má. Ở lên nha má. Rồi, qua đi. Rồi, thôi mấy gì ơi. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại nha. Rồi. Vì số lụ phát banh. Má ơi, cô lên. Vậy là mấy gì ơi, chưa kịp đá luôn á. Thôi làm gì đi cho vừa lòng ban tổ chức. Hết giờ vậy đâu. Chưa kịp ngồi luôn đó. Trời ơi, vậy ơi, mình già rồi, bớt nghỉ ngơi, tăng cường vui chơi. Dạ, bố lên ơi. Hiệp 2 xin được phép bắt đầu. Mời hai đội đổi sân. Đổi sân. Cố lên ma. 3-6 cố lên. 3-6 cố lên. Xin mời đội Giảng Sơn. Nè, mọi người coi tôi đá cú camera 360 độ cho coi nè. Rồi. Mẹ vậy. Ngực. Sút. Vừa rồi là cú đá 360
bằng là một điều. Bây giờ trận đấu xin được phép tiếp tục. Chị xá lộ ăn dạ phải không? Thầy dạy con biết mánh của gì quá. Cái gì lỗi má tôi dữ vậy? Trời ơi, mấy cái này tôi quen rồi. Không, tôi diễn tinh tế cũng bị phát hiện luôn á. Cẩn thận nha má. Má không sao đâu. Thẻ vàng. Cái gì thẻ vàng? Tao đội đầu trái banh chứ tao đội gì mà thẻ vàng. Bà đội đầu banh rồi nào. Bà đội thì cái này của tôi nè bà nội. Ôi chà. Phát đợi. Yeah. Tôi không cam tâm. Gì phải cam tâm. Đây là phần cứng, đập vào phần mềm. Phần cứng có lợi, phạt đồ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cú phạt đền 16m50 của cầu thủ Tư Măng. Tới chút gì Tư Măng ơi. Kính thưa quý vị, bây giờ là pha nguy hiểm. Cứu thủ. Nhưng lần đầu tiên trong đời tôi đá được một ca hiểm hóc như vậy. Mời thủ môn phát bóng lên. Ngực. Gối. Gối. Xuống. Rồi đâu? Thẩm tới. Lưu liêm. Hết sợ. Bà sợ cái gì? Hết sợ banh văng ra khỏi viện dưỡng lão. Con nít nó lượm banh không có banh chơi sao? Và kết quả chung cuộc, đội vô địch đó chính là đội Giáng việc đột xuất nên giờ con mới tới được. Má đừng có giận con nha. Không có sao hết, con tới là má vui rồi. À quên nữa, quên khoe. Đội của má gì vậy cháu lụ á? Bữa nay đặc cúp. Má của con giỏi quá à. Má ngồi xuống đây con bóp tay bóp chân cho má nha. Má, hôm nay con mang nhiều món ăn mà má thích lắm đó. Vậy á hả? Dạ. Hết bài ra đi, bài ra cho cái gì đúng đúng rồi đó nữa. Dạ dạ. Vậy vô lấy tấm bạc ra trải con. Dạ dạ, để con vô lấy tấm bạc. Tôi có đem quà nữa. Dạ. À, má dặn cho mấy gì. Tôi cũng có đem quà cho má nữa. Có quà nữa hả? Dạ đúng rồi. Có quà hả? Dạ. Xếp hàng nhận quà. Quà. Năm quả của Hoàng luôn. Quà xếp hàng con có quà luôn. Có quà. Có. Không, bà hào phóng vậy. Ừ. Đây. Để con chụp hình. Năm quả. Nhớ chụp hình con. Dạ chụp hình. Năm quả. Chiên muối lửa. Tặng hộp thuốc chị Phỏng. Cảm ơn bà đã chiều ẻo tôi. Ba hết. Niền răng phải không? Tặng hộp kem đánh răng. Để dành xài nha. Cảm ơn nha, đỡ tốn tiền. Tư Măng MC chuyên chửi người đời. Ừ. Tặng hộp thuốc đau họng. Gì? Về uống cho lành giọng, chửi tạo khẩu nghiệp. Nè. Trời ơi, tạc quá. Vậy con gì? Từng rồi. Má Sáu Hương mới chê con là làm trì tiết tấu. Nên là giờ má cho con cái trống. Nhớ đừng làm trì tiết tấu nha con. Con đâu phát quỳ. Dạ. Rồi đẹp quá má ơi. Má vô đây ngồi đi má. Thôi bày ra đi, bày ra đi. Bày đồ ra. Bày đồ ra. Con trả bạc ra nha. Ờ. Cái gì mới về vô ngồi mới gì? Chỗ đầu ngồi. Tôi cả nãy chỗ còn có tấm này thôi à. Thì mình đi vô trong nhà ăn, mình ăn. Trời ơi. Đi vô chổng dạ. Trước nha, tôi ngồi tâm sự với mấy đứa con tôi chút tôi vô dạ, ha. Dạ. Tôi vô đi. Nhanh. Hình như là mấy dì đi khuất rồi phải không má ha? Ờ. Đưa tiền đây bà già. À. Từ từ đi. Đưa tiền cho tôi. Nhiều. 1,5 triệu. Cái gì 1,5 triệu?
Hôm bữa là cậu nói với tôi luôn combo quà là có 1 triệu thôi, bây giờ 1 triệu rưỡi tiền đâu tôi đưa? Tôi đồng ý với bà là 1 triệu bao luôn combo, mà bà chỉ dặn tôi là dăn băng rôn cho bà thôi. Đằng này bà bắt tôi là xách đồ quà cho bà, rồi chụp hình cho bà, rồi đằng này đấm bóp cho bà. Đúng thì rồi. Tôi phải đòi thêm 500 nữa. Tùm lum thứ hết trơn. Nhưng mà hôm bữa tôi nói mấy cậu có 1 triệu à. Nè, bây giờ 1 triệu đó, mấy cậu cầm rồi đi ra khỏi đây đi. Cái gì? Bà giỡn mặt với tôi hả? Xét người bà cho tao. Bà đưa tiền bà cho tôi. Đưa tiền bà cho tôi. Giấu bằng đây. Bà giấu. Chết ra. Làm cái gì vậy? Nè, bà không có được chửi con tôi nha. Tụi tôi nghe là bà mướn hai thằng này vô đây giả làm con của bà, chứ làm gì có con của bà ở đây. Nhanh lên đi, đưa tiền này không có má con gì nữa đó. Bây giờ thiếu 500 đúng không? Ừ. Tao còn 200. Tôi cũng còn 200 định mua. Còn 100 nữa. Nè, tôi còn 100 nữa nè. 500 này. Biến khỏi đây. Hai cái đứa đó không có đáng trách. Cái người đáng trách là cái bà này nè. Mấy bà thấy đó, mấy bà ai cũng có người thân. Còn tôi, con cái không có, con nuôi cũng ngoảnh mặt. Rồi những buổi hội hè như vậy nè, bà thì có con tới thăm, mấy bà cũng được người ta tặng quà. Những lúc được mấy bà san sẻ những món quà đó, tôi cũng buồn, cũng tội lắm chứ. Sao lụ? Tụi tôi xin lỗi bà. Bà đừng có buồn nữa. Tụi tôi lỡ lời thôi. Bà cho tôi lấy lại cái lời đã lỡ nghe bà. Thôi mà, đừng có buồn nữa. Bây giờ bà thèm con phải không? Hai đứa bay ra đây. Hai đứa bay. Trời ơi, sao không nói một tiếng đây nè. Bây giờ có hai đứa, đứa mập, đứa ốm. Bà chọn đứa nào tôi cho. Cho hai đứa luôn được không? Được, sao không được? Vô quất bà đi luôn. Má. Má. Rất nhân văn, rất hay. Hay từ kịch bản đến diễn xuất. Năm cô gái này phải nói là làm cho tôi cười đã luôn, rồi làm tôi khóc. Diễn rất là duyên mà rất là thật. Tiết mục của các bạn rất tuyệt vời. Nửa giờ già anh vô diện những lão là anh giai của con bé Hồng Đào. Với cái banh mà không tới á, với cái banh mà không tới là anh vô chẳng ra cái chỗ đó đó. Nếu đây là một cái diện dưỡng lão thì quá vui. Và nếu về già được ở trong diện dưỡng lão này quá tình cảm. Rồi tuần trước tôi có lỡ tôi chê con bé kia, hôm nay nó đưa tôi vô diện dưỡng lão luôn. Nó kêu má Sáu Hương. Cho nên kỳ này không chê được. Tại vì hôm nay em lại làm tốt, dẫn dắt tốt, đá banh hợp lý, dễ thương, kịch bản chỉnh chu, đâu ra đó. Các bạn đã tạo một cái không khí mà khán giả cảm thấy không thừa một giây một phút nào. Từ dàn dựng đến diễn xuất đến kịch bản, các bạn xứng đáng được điểm 10. Trước khi anh Đình Toàn chưa hỏi tôi cho bao nhiêu điểm, tôi cho là 10 điểm. Tôi không thay đổi ý kiến của tôi. Và đó là điểm số của nghệ sĩ Đức Hải. Xin mời số điểm của nghệ sĩ Việt Hương. 9,5 điểm. Số điểm của nghệ sĩ Bạch Long sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị, mỗi khi chiều về, khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc mà mọi người trong khu phố tụ tập lại. Hot girl cũng có, bà già cũng có, những cặp đôi yêu nhau cũng có, và kể cả giới tính thứ ba cũng có. Họ tới để ngắm nhan sắc của chàng trai hot boy bán bánh mì nướng muối ớt. Họ ngắm nhan sắc của anh ấy và mua hàng của anh ấy. Có người chỉ lại mua bánh mì để về chấm bò kho. Có người chỉ mua muối ớt để về làm xoài lắc. Có người chỉ lại để chụp selfie với anh ấy một tấm rồi đi về. Có người chỉ lại để ôm anh ấy một cái. Nhưng rồi bạn trai anh ấy tới đánh ghen. Nhưng không, cô ấy là che chở cho hot boy. Chàng trai không thể đánh được và tự đánh bản thân mình. Và nhờ đó cô ấy đã quen người khác. Có người không mua gì, mua nguyên chiếc xe của anh ấy.
Nó trì tiết tấu quá lẹ lên bà ơi. Và tiếng tâm của anh ấy đã nhiều người biết tới. Nhà báo tìm tới anh ấy và chụp hình anh ấy. Họ đăng báo và tiếng tâm càng lừng lẫy hơn. Anh ấy nổi tiếng và tiếng của anh ấy đã tới tai một đạo diễn tài ba. Ôi đúng là đây rồi. Trời đất ơi, đây đúng là một gần sáng mà tôi đã cần tìm. Dạ anh là anh, tôi là một đạo diễn tài ba đấy nè. Anh là đạo diễn? Đúng rồi, một gương mặt rất là sáng, rất là phù hợp với bộ phim của tôi. Dạ. Bánh mì nướng Hot Boy. Ủa sao anh đòi nướng em? À không, tôi vui tôi run quá. Hot Boy nướng bánh mì. Anh kiềm chế cảm xúc đừng có cắn em. Không, tôi đã sướng vì đã tìm được đúng đối tượng. Ôi trời ơi, anh không biết tôi sao? Dạ không. Những phim mà tôi làm ra rất nổi tiếng anh không biết sao? Dạ không. Để tôi giới thiệu cho anh biết. Dạ. Ở bên Hàn Quốc có một bộ phim tình cảm rất lãng mạn, là bộ phim Chuyện Tình Mùa Đông. Thì ở Việt Nam tôi cũng đã làm ra một bộ phim tình cảm. Phim gì vậy anh? Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm. Ủa anh ơi, cái phim gì đâu mà ra nhảy từ đầu tới cuối vậy anh? Phim này là phim của Mỹ, còn đây mới là phim của tôi. Action. Phim gì vậy anh? Quá Chậm Quá An Toàn. Ủa là chừng nào hết phim? Chạy hết bùng binh hết phim. Sao cái phim này mà kết lãng xẹt vậy anh? Vậy mà vẫn đoạt được giải. Giải gì anh? Phim xuất sắc nhất trong liên quan phim An Toàn Giao Thông. Trời ơi, em ngưỡng mộ anh quá. Và bây giờ em sẽ là vai chính trong bộ phim mới của anh, phim Bánh Mì. Anh ơi, anh nói thiệt hả anh? Thiệt. Và tuy bộ phim chưa được bấm máy nhưng anh sẽ công bố tất cả báo đài. Em là diễn viên chính của phim anh, với một cát xê cao ngất ngưỡng $1 triệu. $1 triệu? Đúng vậy. Nhiều người đã biết tới anh ấy. Anh ấy đã trở nên nổi tiếng. Và khi trở về làng, mọi người đón chào anh ấy như một trạng nguyên. Anh về rồi mọi người ơi. Cả làng này là rất là vinh hạnh khi có con ở trong cái làng này. Dạ. Bởi vì con là tương lai. Dạ, cảm ơn mọi người, con ơi, ở trong làng mình bây giờ nghèo lắm. Dạ. Nghe nói là con sắp đóng phim, con sắp có tiền rồi. Dạ. Cho nên là bây giờ con về con giúp đỡ làng mình đi. Giống như là vợ chồng mà con Lan với thằng Điệp ấy nè. À, nghèo lắm, nhà cấp 4 nhưng mà sập sệ hết rồi. Yên tâm, con sẽ xây cho nguyên cái nhà mới. Ê không cần anh xây cho em cái toilet được rồi anh. Đúng rồi anh, nhà em tàn với cái toilet phải sang. Được. Nó đúng là tương lai. Con ơi con, trong làng mình nó còn một đứa tội nghiệp lắm con. Dạ. Nó nhà nó nghèo cho nên là nó bị suy dinh dưỡng nặng lắm. Rồi yên tâm, con sẽ mua cho nó một hộp sữa. Út mẹ ơi, có sữa rồi con ơi. Có sữa. Tội nghiệp lắm con. Thôi. Trời ơi, cái đùi nó xẻ ra nguyên một làng ăn không hết là suy dinh dưỡng chỗ nào. Nó suy dinh dưỡng thiệt mà. Con sắp sửa có $1 triệu rồi. Mẹ mơ ước điều gì con sẽ thực hiện cho mẹ. Mẹ ước rằng mẹ có thể đi đến một nơi đầy tuyết trắng. Vậy là mẹ muốn đi tới châu Âu đúng không? Đúng. Mẹ tới đó làm gì? Lấy chồng Tây. Lấy ai? Ông già Noel. Ho ho ho. Honey. Mình ơi. Vậy là con mẹ con đã tọa nguyện rồi. Nhưng tất cả chỉ là mơ. Muốn giấc mơ này thành hiện thực thì con phải đi đóng phim. Và con có tiền con về em lo cho tất cả mọi người trong làng. Điều quan trọng là chừng nào con đóng phim. Dạ, chừng nào đạo diễn hú một cái là con nhảy vô con đóng liền. Đạo diễn tới. À, cả làng mình chào lại ổng đi. Đạo diễn đúng là tương lai. Dạ, em chào đạo diễn, em chào đạo diễn. Chào anh. Đạo diễn tới đây mời em đi đóng phim đúng không? À không, tôi tới để xin lỗi anh. Bởi vì tôi đã tìm được một hot boy khác hot hơn anh. Và đây chính là diễn viên chính của phim tôi. Vậy tôi sao? Trở lại nghề cũ. Trời ơi.
đoàn mình đông quá chứ không phải là nhóm, cho nên bạn nào cũng phải diễn. Và các bạn cắt ra cho những người khác rất là hợp lý. Có nghĩa là nhiệm vụ của Nghị là kể, nhiệm vụ của các bạn là minh họa cho lời kể. Người nào người đấy ra hợp lý, hợp lệ. Chỉ cho các bạn là 1 phút đổi đời thôi, mà các bạn cho chúng tôi tới 7 phút đổi đời, rất là hay. Hình như các bạn diễn với một cái tâm thế là không còn gì để mất, cho nên các bạn diễn rất thoải mái, rất hồn nhiên và rất có nghề. Chính vì thế tôi rất hài lòng với tiết mục này của các bạn. Chúc mừng các bạn. Tôi thích nhất là cái đoạn giới thiệu đầu rất duyên dáng, chừng mực tiết tấu đẹp. Sau đó đoạn sau nó nhạt dần nhạt dần. Nhưng dù sao cũng chúc mừng các bạn. Và chúng tôi xin mời số điểm từ nghệ sĩ Việt Hương, 9,5 điểm. Số điểm từ nghệ sĩ Đức Hải, 10 điểm. Điểm số của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và điểm số mà khán giả dành tặng cho các bạn là 9,6 điểm. Xin được chúc mừng VTTM. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ một đội chơi với 5 thành viên nữ. Các bạn ấy luôn dẫn dắt chúng ta đi qua những tình huống của những người nghệ sĩ lớn tuổi ở viện dưỡng lão. Và ngày hôm nay với chủ đề 1 phút đổi đời, đội tỷ muội sẽ cùng đưa chúng ta đến đâu đây? Chúng ta hãy cùng chào đón đội chơi ngày hôm nay, đội tỷ muội. Chuẩn bị, trời ơi, dây điện, dây đồ chưa gắn. Tối nay hát rồi đó nha. Năm quả. Ôi, làm gì vậy? Em đang múa lửa. Nó múa lửa mà mặt của nó kìa. Làm như nó muốn đốt ai dưới này không chừng. Ba hết. Dạ. Làm gì vậy? Đang ủi đồ. Nó ủi đồ mà tưởng nó đang giá lưới. Dạ, mỗi một người đều có quyền tự do và tín ngưỡng của riêng mình. Quyền tự do và tín ngưỡng khi ủi đồ của em là như vậy. Cho nên em làm gì kệ em đi, miễn sao đồ thẳng là được rồi. Cấp báo, cấp báo. Cấp báo, cấp báo. Mấy chị ơi, chị Sáu Lụ, chị đi mất tiêu rồi. Đi đâu? Em không có biết. Hồi sáng á, các anh nào chở chị Sáu Lụ chỉ đi mất tiêu. Trời ơi, em dí theo em kêu quá trời, chị Sáu Lụ không nghe luôn. Giờ sao? Bây giờ mình phải đi tìm con Sáu Lụ, nhanh lên. Biết ở đâu mà tìm? Em biết nè. Ai đây? Khổ quá hà, người ta là khán giả trung thành của chị Sáu Lụ. Xin trân trọng giới thiệu với các chị, em chính là khán giả trung thành của chị Sáu Lụ. Em ước mơ sau này sau khi chị Sáu Lụ chết đi, em sẽ được mặc những bộ sim y của chị Sáu Lụ. Và cũng trên sân khấu này, em sẽ diễn lại những vở tuồng kinh điển của chị Sáu Lụ. Cái gì vậy bà nội? Mày đừng có mơ, con Sáu Lụ mà chết đồ nó tao mặc nè mày. Bà nghe quá. Mày nói mày biết con Sáu ở đâu phải không? Ừ đúng. Bây giờ mày dẫn tao đi tìm con Sáu ở đâu? Con Sáu sang sao? Tao họt cái này vô trong họng mày á, mày tin không? Sáu đâu rồi đâu? Trời đất ơi, khổ mấy chị quá à, mấy chị đi theo em. Đi, lẹ lên. Con khách tìm em kìa. Sao anh cứ bắt em ngồi với khách hoài vậy? Thì phải kiếm tiền chứ sao. Em sao vậy? Em không làm. Nên nhớ, chính anh là người đem em từ một con đầu quê biến em trở thành một cái con ca sĩ thành thị. Tốn biết bao nhiêu là tiền bạc. Nếu em không muốn làm, trả tiền đây. Anh muốn đổi đời thì phải có tiền. Còn nếu không có tiền thì phải đánh đổi. Xin lỗi ông anh, ông anh cần gì ạ? Đau. Mấy miếng? 8 miếng. Có đường không? Ít đường nhiều đá. Ok. Dầu cái gì? Dầu dầm. Sao? Trời đất ơi, hỏi gì cho bị liệu đi, bị đánh gì mẹ. Ý ta nói đào là gái, trời ơi. Trời ơi, ông anh không nói rõ. Lệ Xuân, tiếp khách. Trời đất ơi. Kêu cái gì mà không kịp để cho người ta mà thử ác đạn chuẩn bị gì vậy? Nè nè nè, mày nói cái gì tao không nghe cái gì hết trơn á. Mày bỏ cái bàn chải ra được không? Hả? Em muốn nó
Mày tiếp khách đi. Nè, muốn làm gì thì làm đi. Ông nghĩ làm sao mà ông đưa một con nhỏ 3 tháng không đánh răng ra tiếp tôi? Dạ, 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 xin lỗi anh, xin lỗi anh. Nghĩ sao? Xin vô, lũi chén, xuất ngại, kêu mẹ tao đấy hả? 3, 4, 5 lần mà không quay tình đi, mà cứ kêu mẹ. Ông anh bất giận, thật sự thì nó cũng đẹp lắm, chứ không phải là xấu đâu. Chỉ là trang điểm hơi lâu, khoảng 10 tiếng là đẹp liền hả? Ý tao muốn là bên kia. Bên kia? Bên kia giờ có khách rồi anh ơi. Dạ có liền. Ông anh ơi, bên kia muốn có Mỹ Mỹ qua tiếp, ông anh thông cảm giùm được không? Cái gì? Muốn Mỹ Mỹ tiếp hả? Đúng vậy. Lấy cái gì mà giật Mỹ Mỹ với tôi? Dạ bên kia bao Mỹ Mỹ một ngày rồi. Bao Mỹ Mỹ một ngày? Dạ. Một năm. Cầm đi. Đây nè, bên đây, bên đây một năm. Một năm luôn. Khô máu. Mà bây giờ em tránh ra cho làm ăn coi. Bây giờ bên đây một năm, bên đây cũng một năm, vậy hai bên là công bằng rồi. Bây giờ ai mà tài á thì có quyền chiếm đoạt Mỹ Mỹ. Chơi luôn. Rồi. Sợ chưa? Đốt tiền nấu trứng à? Đốt người nấu trứng. Lộn. Đốt lửa đấu trí. Ai có thể dập tắt ngọn lửa này bằng miệng mà không cần phải thổi thì người đó sẽ thắng. Quá đơn giản. Chơi giùm anh đi. Sao? Này bỏ tay à? Cầm lấy. Ê, tụi mình thua rồi. Là đội tuyển đô lại chiến thắng. Bên kia có tâm phục chưa? Chưa phục. Chưa nữa. Muốn chơi tiếp. Yeah. Cho mày chết, 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 cho mày chết. Giang này, tôi cần một người đồng về giới tính. Cho cố vô ta làm một cước một nằm luôn. Sắp lá cà quất thẳng hết cho tao. Lên lực dữ liêm. Ê ê, tụi nó đi hết rồi. Diễn xong đi hết chưa? Sao luôn? Chúng ta đã hứa với nhau là cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Chúng ta sẽ luôn theo đuổi cái đam mê nghệ thuật đến suốt cuộc đời. Hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là được đứng trên sân khấu phục vụ khán giả. Vậy mà bây giờ em vẫn muốn bỏ đi một lần nữa. Em cho tụi chị biết lý do đi. Tại sao? Tại sao vậy hả? Em muốn đổi đời. Em cũng muốn nổi tiếng vậy. Chị nói hạnh phúc là được đứng trên sân khấu để phục vụ khán giả. Nhưng hạnh phúc làm sao khi hằng ngày em phải chật vật với từng cái bánh bao, từng ly nước. Cuộc sống mưu sinh như vậy thì làm sao em có thể nổi tiếng? Làm sao em có thể đổi đời được? Em muốn nổi tiếng. Em đã làm được gì, em đã cống hiến được gì, em đã hy sinh được gì cho cái nghề của mình hả? Hai chữ nghệ sĩ không có dễ đâu em à. Sao được? Sao được? Nặng mang nỗi niềm
tôi hứng chí với các bạn lắm, tôi yêu thích, tôi chờ đợi, tôi đã khoái cái gia đình viện dưỡng lão á. Hôm nay hoàn toàn sai. Anh Việt Anh với anh Đức Hải làm sao biết bà Sáu Lụ là ai? Quá nhiều vấn đề để giải quyết, để chúng tôi ghi 7 phút hình. Thứ nhất là tôi cảm nhận được các bạn diễn rất đồng điệu, rất có nghề. Sự trái khoái tạo nên tiếng cười, các bạn cũng làm được. Chính kịch có, hài kịch có và bi kịch cũng có. Nhưng ở đây quá tham và đã gắn gọn hơn, thì tôi cho rằng các bạn sẽ thành công hơn. Để nó thỏa mãn được cái sự mong muốn khán giả được cười, thì các bạn dàn trải nó từ bi sang hài, hài sang bi. Các bạn phải xác định cười là nhiệm vụ chính, vẫn phải có thông điệp, vẫn phải có ý tưởng, thì các bạn làm cái điều đó nó chưa khéo. Xin được cảm ơn cả ba vị giám khảo chúng ta. Và chúng tôi xin mời số điểm từ ba vị giám khảo. 8.5 từ nghệ sĩ Việt Hương. Số điểm của nghệ sĩ Đức Hải là 9 điểm từ nghệ sĩ Đức Hải. Số điểm của nghệ sĩ Việt Anh sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ là phần cho điểm. Thank you.